Nè, ông á, hồi sáng tôi đi chợ thì ông không dặn. Bây giờ bao nhiêu đồ ăn trong nhà ông lấy ra nhậu hết. Giờ đi chợ sao kịp? Thì ăn cơm không là được rồi. Tụi bạn tới bây giờ, tôi là huynh trưởng mà hả, mâm nhậu như vậy sao được? Gì mà ít đó hả? Anh chị hai ơi, anh chị hai có nhà không vậy? Tao ở đây nè. Dạ. À, anh hai, chị hai, chẳng hay nhà có lúa giống không cho em xin ít. Dạ, tại nhà em hết lúa rồi. Gì? Lúa giống hả? Lúa giống ở đâu cho mày mượn? Dạ, lúa giống nhà em, vợ em lấy xay cho sắp nhỏ ăn, em cản không kịp. Vậy? Mày làm ăn kiểu gì kỳ vậy? Cả lúa giống mày cũng lấy hả? Mày ăn luôn. Vậy mùa sau mày làm ruộng bằng gì? Mày tính bỏ ruộng hoang hả? Dạ, chuyện đó em cũng biết. Nhưng mà cực chẳng đã, không mấy anh hai cho em mượn đi, mùa sau em trả lại. Rồi, bên tao thiếu gì lúa giống, nhưng mà vậy không được. Tao cho mày mượn á, mày không học được bài học nào hết trơn. Nay mai hết rồi mày cứ lấy mớ lúa giống mày ăn là chết rồi. Tự lo đi mày. Nè ông. Gì? Hình như là ông quên rồi phải không? Nếu ông quên á thì tôi nhắc cho ông nhớ. Ông nói ông là huynh trưởng. Vậy ông huynh trưởng của ai? Của chú đệ này. Đây mới là em ruột của ông. Ông nhớ không? Vậy mà của cải trong nhà ông gom hết cho thiên hạ nó ăn. Còn em ruột của ông á, ông đối xử như vậy đó hả? Nè, chú coi đó, ở nhà có bao nhiêu đồ ăn, gom hết đãi cho đám lưu linh vậy đó. Rồi sao? Tôi chơi cho đám lưu linh thì sao? Người ta có bao giờ cho mượn túi gì đâu. Bắt quá tôi nói xin tôi cho luôn. Còn mày á, lo làm ăn đi mày. Ở đó có sẵn vay mượn riết quen thôi. Ông này, tóm lại vay mượn không có nên. Dạ, anh không cho thì em qua hỏi bà Năm. Thôi em thưa anh chị em về. Rồi về đây. Còn ba nữa, tôi là anh, cái đó là tôi dạy nó, biết chưa? Giờ có gì nhậu. Còn người anh thì lắm tiền nhiều bạc, nhưng không đói hoài tới em. Nay rượu chè, mai cờ bạc làm vui. Nào cạn hết nha. Rồi, uống đi. Một chung nữa nha. Đổ mày, đổ mày. Uống rồi. Cạn. Bài uống gì tình huynh đệ thủy chung dơ dơ. Đúng rồi, bữa nay huynh trưởng mày đặt chơi chữ, đừng có nói với tụi này á là huynh có đi học á nha. Ủa mà thủy chung như nhất là gì vậy huynh? Con vậy mà cũng không hiểu. Thôi vậy hiểu gì nói nghe. Thủy chung duy nhất là gì? Là có một cái chung duy nhất mà chúng ta trở thành bạn nhậu suốt cả cuộc đời. Đúng không? Để không đi học mà để nói hoàn toàn chính xác. Nhưng mà để thấy đi học chữ nghĩa, nhét chữ nghĩa vô đầu chi cho nó mệt ốc, đúng không? Bây giờ mình gặp nhau mình nhậu quắc cần câu, xong rồi cái mình đi ngủ, vậy là thiên hạ thái bình. Chi lý, chi lý. Thua. Phải có đi học để làm chi? Để người ta nói một câu đơn giản mà mình còn biết đường giải thích. Chứ không ta nói mình ngu, đúng không? Ê, ta nói cho mày biết nha. Mày đừng có tưởng mày biết ba cái chữ của ông thầy đồ điếc đó nha. Rồi mày về mày khoe. Xin lỗi à, ở cả cái làng cái xóm này ai không biết mày. Mày mới vô trường thi là mày bị đuổi rồi. Mày nói vậy. Mày biết sao nó bị đuổi không? Sao? Nó bị đuổi là vì nó không biết tôn ti trật tự. Mày hiểu không? Nó vô nó thấy cái ghế nào đẹp nó nhảy phóc lên nó ngồi. Mà mày biết cái ghế đó ghế của ai không? Ghế của ai? Ghế của chủ khảo. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Rồi sao?
Rồi sao? Vậy nữa? Đỡ hơn mấy cái đứa công tử nửa mùa không có học, để người ta chửi mình ngu. Ê, 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 ê. Mày chửi ai ngu vậy mày? Tao chửi mày á. Mày á, mày chửi tao ngu hả? Tao chửi mày á. Mày gan lắm. Mày ngon mày xuống đây mày chơi tay đôi với tao mày. Tao sợ mày chắc. Chơi luôn. Mày xuống đây. Xuống đây. Mình gạn. Mày xuống đây. Mày quên. Xuống đây. Tao sợ mày à. Mày tao sợ mày lắm á. Mày xuống đây. Mày bước xuống đây lên. Mày đứng lên mày nói chuyện với tao. Bây giờ mày muốn sao? Bây giờ mày muốn cái gì? Bây giờ mày ngon mày đụng tao trước đây. Mày ngon mày đụng tao trước đây. Mày ngon mày đụng tao trước đây. Mày là thằng hèn. Mày trời ơi nó chửi tôi hèn. Ừ. Mày rồi mày ngon. Mày ngon mày chửi tao hèn không? Mày ngon mày đụng tao trước đây. Mày ngon mày đụng tao trước đây. Tao nói mày á. Mày ngon mày đụng tao trước đây. Mày là thằng hèn. Mày mày dám chửi tao hèn. Mày mày ngon rồi. Mày ngon rồi mày dám chửi tao hèn hả? Đúng rồi. Mày mày ngon mày đụng tao trước đây. Mày á. Mày ai ơi cái gì vậy? Mày chơi bất chạy. Mày không đụng sao mày đạp chân tao? Tao đâu đạp chân mày đâu. Mới đạp ra. Mày á. Mày đạp chân tao á. Mày khùng quá mày. Tao đạp chân mày hồi nào? Chứ ai mới đạp chân tao? Đạp hồi nào đó. Tao đạp nè. Mày á. Hai đứa bay á. Con quýnh á. Thì quýnh đại đi. Đừng có đứng đây á mà làm xàm lãm xàm. Để tức tới trống á. Hai đệ có muốn đánh á thì vào vô đánh đi. Sàn qua sàn lại chóng mặt quá. Không đánh hả? Leo lên nhậu tiếp. Đúng rồi. Ờ, Quỳnh nói đúng rồi. Mình phải tình nghĩa anh em chứ. Rồi leo lên nhậu. Leo lên nhậu. Nhậu. Bỏ qua hết. Đúng rồi. Bỏ qua hết. Chúng ta là một gia đình. Gia đình à, tao thương mày lắm. Bỏ qua hết. Mày lên. Lên được rồi. Chạy. À, chúng ta ăn cái đi. Ăn ăn luôn. Chân gà. Dĩa cuối cùng đó. Bà, tôi cảnh cáo bà nghe. Ông cảnh cáo cái gì? Hết thì nói hết. Không lẽ hết tôi nói còn hả? À, tôi cảnh cáo không phải là cảnh cáo hết mọi. Mà tôi cảnh cáo vì thái độ của bà. Lẽ ra vợ người ta thấy chồng nhậu hết mọi thì phải lo lắng. À, mình ơi hết mọi rồi mình ơi. Sao đó lật đật đi mua mồi khác gì cho chồng nhậu. Chứ không phải mặt lạnh tanh như vậy đâu nha. Nè ông muốn cái gì? Gà vịt ở trong nhà ông giết sạch hết rồi. Có con chó vàng mười mấy năm trời ông cũng làm thịt luôn. Thịt gì nữa? Ông thịt tôi thì có. Bà đó là mất mặt chồng à. Người ta nói giao gì bạn sang gì vợ. Cái này tôi mới có phân nữa à. Cái gì? Ông nói giàu gì bạn sang gì vợ hả? Ông coi mấy ông bạn của ông nè. Trời ơi tao nói gần sạc nghiệp gì đám bạn này nè. Bạn mới gợi ý xa gần á thì làm liền à. Còn em trai của mình mượn có bao gạo cũng không cho. Sao tao phải cho nó? Nó làm rồi tự nó phải lòi lui vòng cho. Mắt ra. Nhìn mặt bà nhậu không ngon chút nào hết. Vô nhà đi. Vô đi. Hay quá. Quỳnh, Quỳnh là số 1. À, Quỳnh đúng là xứng đáng Quỳnh của tụi đệ. Khi có hoạn nạn thì đứng về phía bạn. Đúng. Đúng rồi. Quỳnh đừng có buồn. Như vậy mới nói là nhi nữ thường tình. Bởi vì đàn bà không có hiểu. Nam vô tủ như kỳ vô phong. Làm đúng. Sao mà hiểu được. Vợ đệ cũng nhiều lời y vậy á. Để lúc nào cũng binh vực Quỳnh y vậy đó. Khi mấy bả mà cằn nhằn á thì tụi đệ sẽ là an ủi Quỳnh. Ăn nhậu xong rồi mình sẽ quên hết buồn phiền. Đây chia lấy à. Cằn nó vô hết luôn. Cằn hết đây. Cằn luôn. Cằn luôn. Nhưng mà Quỳnh ơi, Quỳnh nói tụi mình là trước sau như một. Vậy còn cặp bê 1 năm tuổi Quỳnh hứa cho đệ sau để đợi hoài Quỳnh không cho vậy. Cái đó vợ Quỳnh nói là phải nuôi lấy giống. Ở nhà còn có 1 cặp à thì cho đi rồi vợ càm làm thì sao. Vậy bà kêu trước sau như một. Một gì mà một. Đây. Được rồi. Lát nhậu xong rồi để giường dẫn về luôn đi.
Vậy mà để vậy còn cái ruộng lúa ngoài vườn á, huynh hứa huynh cho đệ á, huynh còn nhớ không hả? Nhớ nhớ sao không nhớ? Quân tự nhớ con nhậu xong tối nay gạt luôn đi. Quân bữa hôm đó hứa là cho đệ cặp nghề đó, quân nhớ không quân? Cho luôn, cho luôn. Hay quá à. Bởi vậy người ta nói á, bán anh em gần, mua huynh đệ gần hơn. Đúng. Dạ đi quân. Vậy mới là huynh đệ chứ. Kể hết nha. Đúng là anh em chúng ta thủy chung như nhất. Vui quá. Đó, chú nghe chú thấy rồi đó. Tôi không biết á, là mấy cái thằng đó nó bỏ bùa mê thuốc lú hay là cái gì cho ổng nữa. Nó nói ngon ngọt vài câu á, là của cải bao nhiêu trong nhà gom hết cho tụi nó. Trong khi anh em ruột thì so đo từng ly từng tí. Thôi thì bạn bè là thú vui của ảnh, chị cũng đừng gắt quá, kẻo vợ chồng không vui. Nhưng mà chị làm sao khuyên ảnh, có vui thì vui, chứ uống nhiều kẻo bệnh. Lát nữa em đi thăm đồng, nếu mà bắt được mấy con lươn mập, em sẽ gửi cho chị nấu cho ảnh với mấy cháu ăn. Thôi, tôi nói thiệt nha, chú mang qua bên đây, có tôi cũng giấu đi, để mấy ổng thấy hả, bắt tôi làm mồi nhậu nữa. Ủa, mà sao chú không để bên đó cho mấy đứa nhỏ nó ăn? Dạ. Mà thôi đi, tôi nói thiệt nha, tôi thấy chú á, nhà thì trống trước trống sau, mà cái gì cũng đem qua cho anh chị hết, trong khi anh của chú thì chỉ chăm bẩm lo cho người ngoài. Tức chết luôn á. Chị cứ từ từ mà khuyên ảnh. Khuyên gì nữa, tôi khuyên quá trời rồi, ổng có chịu nghe đâu. Ổng còn nói á, thà bỏ vợ chứ không chịu bỏ rượu, nghe có tức không? Bây giờ chỉ có chị mới khuyên được ảnh thôi, chị phải ráng chứ sao vậy. Nhưng mà chị coi lựa lời khuyên ảnh, chứ tánh ảnh nóng, coi chừng ảnh quạo á. Thôi em xin phép chị hai em về bển. Vợ huynh ơi, vợ huynh, vợ huynh. Chuyện gì thím? Vợ huynh, có cái bao không, cho mượn chút. Ủa chi vậy thím? Con cọc nhà thím á, ăn phải bả lăn ra chết, giờ phải bó lại đem bỏ xa xa mới được. À thím, hay là thím đưa con dục cho. Mà nè, thím đừng có nói cho ai biết nha. Mày lấy xác chó làm gì? Đừng nói là lấy thịt chó, cho chồng với bạn chồng mày nhậu nha. Tao nhớ là mày ghét tụi nó lắm mà. Không, con không có làm cho chồng con nhậu, nhưng mà con sẽ làm cho chồng con sáng mắt ra. Là sao? Thì con có cách của con. Làm gì à? Định giết tôi à? Em đâu có giết gì. Nằm xuống em lau mình cho, thay đồ ngủ. Bình thường tôi dậu vậy bà la đông đổng lên, sao tự nhiên bữa nay la mặt cho tôi? Đây, nó có độc phải không? Nó có độc phải không? Mệt mình quá làm gì có. Mình không tin nữa, em thử cho mình coi. Thế ai thiệt?
Bà muốn cái gì mà làm tôi sợ hết hồn, bây giờ muốn tỉnh luôn rồi nè. Mình, em thấy mình bớt bớt đi, để ý chú đệ một chút. Dù sao chú đệ cũng là máu mủ ruột ra, còn mấy đứa ăn không ngồi rồi đó, biết chắc nó có thiệt lòng với mình không? Bữa nay đổi viên thịt mà la hét nhảy dựng không ăn thua, bữa nay đổi qua thẻ thọt ha. Nói cho bà biết nha, bạn tôi toàn là chiến hữu tốt, sống chết coi nhau, biết chưa? Thằng Đại á, thằng nó la đi. Mình nói vậy chứ có chuyện rồi mình thấy. Bạn vì cái thứ vui đau chầu đó, có chuyện gì á thì chạy mất hết. Mình có chuyện gì chỉ có chú đệ thôi. Mình mà làm riết như vậy nha, rủi gặp hoạn nạn không có ai bên mình, mình đừng có hối hận nha. Thôi nha, thôi ra chỗ khác đi, tôi ngộ. Có chuyện rồi đó. Chuyện gì hả? Tôi thật ra tôi mới giết người rồi. Tính giết tôi mà không thành như vậy, biết quá mà. Thì tại tôi tức ông chiều nay á, lỡ tay tôi chọi chết con nhỏ đó rồi. Hả? Hả cái gì? Đấy. Hết chuyện giỡn rồi hả? Ai mà giỡn. Chiều nay mấy người bạn của ông nhậu xong á, kéo hai con bê cuối cùng của tôi đi, còn một đứa thì chạy vô trong tủ lấy cặp nghe bạc về. Tại lúc đó em giận quá, em cầm cái chài em chọi thêm mấy đứa đó, cái tự nhiên cái thằng nhỏ ở đâu nó chạy ra cái trúng thằng nhỏ. Mà em á, em chọn cái thằng lùn nhất mà tự nhiên trúng thằng nhỏ đi chết mất. Bây giờ phải làm sao đây? Bà giấu cái xác nó ở đâu? Cái xác hả? Em gói kỹ rồi, bây giờ kiếm chỗ nào xa xa mình chôn đi. Lỡ mà người ta biết chắc người ta bắt em quá mình ơi. Trời ơi, tôi dậu quanh năm suốt tháng không sao. Bà tỉnh queo á, bà làm chuyện tài đình. Tại ai? Nếu mà mình không nhậu á thì tôi đâu có điên lên. Bây giờ mình phải tìm chỗ chôn. Mà chôn một mình á thì mình làm không có nổi. Làm sao đây? Quỳnh đệ của mình ở đâu hết rồi, nhờ thử coi. Hèn gì, mày đặt lau mặt cho tôi. Dạ. Trời ơi, tôi uống rượu hoài không sao, còn bà gây chuyện tại định giờ sao? Tôi phải đi. Mình hay là bây giờ tôi kêu chú đệ qua giúp nha. Để gì? Bình thường bà hay la tôi trước mặt mấy người huynh đệ tốt của tôi. Bây giờ bà chống mắt lên coi, hú tiếng là tụi nó có mặt tại nhà nè. Bạn tôi là người tốt mà. Yes. Nhưng mà mình ơi, lỡ mà mình qua đó mình kêu mà không ai giúp đỡ, rồi tin nó đồn ra quan tới bắt em thì sao? Hay là mình kêu chú đệ nha? Không cần kêu đệ, tôi kêu bạn tôi. Yes. Trời ơi. Yes. Chết rồi, chuyện tại đình rồi. Tại đình rồi. Ai da trời, ai mà đang ngủ đã có quá mạng vậy. Đệ hả? Quỳnh à, giờ đi nhậu tiếp hả Quỳnh? Không. Quỳnh có chuyện, muốn nhờ đệ giúp nè. Quỳnh có chuyện, nhờ đệ giúp. Đúng rồi. Quỳnh yên tâm đi, tình Quỳnh đệ như thủ túc mà, đệ sẵn sàng giúp Quỳnh hết á. Trời ơi, cảm ơn đệ nghe. Đệ biết sao không? Sao? Vợ của Quỳnh á, lỡ tay chở chết thằng nhỏ. Quỳnh nói là vợ Quỳnh chết hả? Không phải. Nè, đây bình tĩnh nghe nè. Vợ của Quỳnh á. Vợ Quỳnh lỡ tay chỗ chết thằng nhỏ. Lỡ tay chỗ chết thằng vợ Quỳnh giết người hả? Đúng rồi đệ ơi. Đệ, bây giờ Quỳnh nhờ đệ nè. Phụ huynh kia cái xác ra, mình chôn nó rồi mình phải đào huyệt nữa. Phải kêu thằng Giáp Dương Tuất, không thôi là hai huynh đệ mình là không có xong đâu nghe. Giờ ý huynh coi như là mình
phi tang á hả? Nếu không là sẽ bị bắt á, đúng không? Đúng rồi, để tỉnh rồi đó. Đi, đi cho Huynh nghe. Đi, đi. Này, không, Huynh ơi, bây giờ Huynh để cho bà bị bắt đi. Xong rồi là Huynh để mình nhậu thoải mái luôn, không ai cằn nhằn. Để, cái gì? Tại sao để lại nói như vậy chứ? Để giỡn với Huynh thôi. Bộ tưởng đâu để nói thiệt hả? Vậy hả? Bây giờ Huynh cứ về nhà rồi lo cuốc sẻn đi. Xong xuôi rồi để qua kêu thằng Giáp với thằng Tức á qua phụ với Huynh được chưa? Trời ơi, Huynh biết mà, đúng là Huynh đệ tốt. Lúc hoạn nạn mới thấy được chân tình. Rõ ràng là đệ không có bỏ Huynh mà. Huynh cảm ơn đệ nhiều nha. Bây giờ Huynh về nhà để Huynh chuẩn bị cuốc sẻn trước nha. Huynh cảm ơn đệ nhiều á. Huynh về về. Chết cha rồi. Không lẽ mình làm đồng phạm với bà mà mình đâu ưa bà đâu. Bây giờ mình lỡ hứa rồi, giờ biết làm sao đây? Có một cách. Đúng rồi. Không, hai thằng bay muốn làm gì làm, tao không làm. Huynh đệ thì huynh đệ chứ, nhưng cái chuyện này á liên quan tới tù tội, nghĩ sao giúp được, đúng không Lùng? Đúng rồi, ổng là huynh trưởng, đáng lẽ ra ông phải tránh cho tụi mình chứ, cớ sao mà ông kéo tụi mình theo? Lỡ có chuyện gì xảy ra rồi chết chùm cả đám rồi sao, đúng không? Đúng rồi, tụi bay nói đúng rồi đó. Ê, nhưng mà sao tao diễn tả hoài nó không ra, mà tao lỡ hứa rồi sao? Trời ơi, mày cũng quá, cái chuyện đó không có gì khó khăn hết trơn. Thế bây giờ mày chạy qua bển, mày nói với ổng là tao xỉn quá cần câu rồi. Có hoài không vậy? Còn thằng Lùng nó đi chưa vậy, nó vậy thôi. Giờ rồi còn tao sao? Thì mày vô tù ở với ổng đi. Mày không hả mày? Thì mày động não chút xíu đi, mày suy nghĩ ra cách gì đó. Trời ơi, nếu mà tao động não được á, tao nhờ hai đứa bay làm gì? Trời ơi, thiệt, mày tao buồn ghê luôn á. Nói đơn giản, bây giờ mày nói là mày đau cái gì đó, hoặc là mày phong giật, trúng gió, nói chung là mày nói cái gì đó, chạy qua nói liền, rồi xong chạy vậy. Mày đúng là muôn sĩ luôn á. Rồi không đi đứng đó cười. Quên, đi liền đi liền. Mình sao rồi mình? Sao lâu quá vậy? Hay là mấy ông đó chạy làng hết rồi? Nè, bà đừng có nói cái giọng đó nghe chưa. Tại vì thằng Ất á, nó phải đi kêu thằng Giáp với thằng Tuất. Tụi nó tới liền bây giờ. Tụi nó không bao giờ bỏ tôi lúc hoạn nạn đâu. Bà chống mắt lên mà coi nè. Cũng mong là vậy. Mà cả mấy canh giờ rồi, cái xác bây giờ nó cũng sình lên rồi đó. Tại vì tụi nó mới đi nhậu về, đứa nào cũng xỉn hết trơn. Mà thôi, bà cứ đợi đi, đừng có lâu lâu nó móc nó mẻ tôi nữa. Nó tới rồi kìa. Nhanh lên. Quỳnh chờ có lâu không? Ủa, còn hai 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 đứa kia đâu? Để bị đau bụng quá trời luôn, bị cảm mạo phong hàn, rồi giờ nghe cái vụ đi chôn xác ở ngoài đồng, nãy giờ cái tự nhiên phong còn cánh giật quá trời quá đất luôn á. Vậy còn thằng Giáp đâu? Qua nhà nó xỉn quắc cần câu rồi, bây giờ nó không còn biết gì chân á. Vậy còn thằng Tuất? Nó đi đâu á? Nó không có nhà, chắc có lẽ đã đi qua mấy cái tổ tôm á Huynh ơi. Thiệt là ngại quá, lúc Huynh cần á thì tôi để kẹt hết trơn rồi, tiếc thiệt đó. Thôi để lần sau nghe Huynh. Lần sau ai với người đó mà nhờ hả? Huynh chỉ nhờ mấy đệ lần này thôi. Hai thằng kia kẹt, Huynh nhờ đỡ thế cũng được. Để phụ Huynh khiêng xác nghe, chứ một mình Huynh sẽ sợ sao được. Phải đó chú Ất. Một mình đệ hả? Mấy chú có tình huynh đệ với chồng tôi lâu nay, bao nhiêu củ quý giá trong nhà mấy chú, chồng tôi cho mấy chú hết rồi. Không lẽ bây giờ chồng tôi gặp hoạn nạn, mấy chú ngoảnh mặt như vậy, vậy sao đành hả chú Ất? Trời ơi, chị nói cái gì vậy? Ngoảnh mặt đâu mà ngoảnh mặt. Đúng rồi. Trời đất ơi, anh em tụi tôi thề sống chết có nhau, răng hở là môi lạnh đó, chứ mình đâu biết, ai mà nỡ mà bỏ đâu.
Tại bây giờ kẹt, ai cũng có chuyện riêng, chứ đâu ai ngoảnh mặt quay lưng đâu. Thôi thì bây giờ không đi chôn được. Dạ 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 dạ. Vợ chồng tôi nhờ chú khiêng cái xác đi giùm đi, chứ cái xác nặng lắm rồi, chồng tôi khiêng không có nổi. Xác hả? Trời ơi, em cũng muốn khiêng xác phụ huynh lắm, nhưng mà có một cái, bây giờ là em đang khiêng, em giật lên cái rồi em bỏ cái xác xuống, người ta thấy là chết luôn á. Mà em nghe thằng Giáp nó có nói á, mà bị bắt một cái ở tù một không như chơi á. Quân Quân, thôi giờ vậy đi ha, bây giờ để cảm thấy khó chịu để về trước nghe. Chưa. Trời ơi, bị Phong mà chạy lẹ quá ha. À mình, tôi nghe ông Giáp ông nói á, cái vụ này mà bể ra là tù mọt gông á. Còn huynh đệ tốt của mình á, đi nhậu chưa về hay là về không nổi. Ba người này chưa gì hết á, mà đã chạy trốn rồi. Mình cũng thấy rồi đó. Thì đúng là không ngờ mà. Tắc thiệt. Trời ơi. Dạ à, bây giờ mình phải tính sao đây? Từ để tôi tính. À đúng rồi, hay là mình kêu chú đệ đi. Thôi, mới chiều nó qua mượn gạo buôn lúa tôi chửi quá trời. Giờ mặt mũi nào mà đi kêu. Mệt mình quá à. Vậy chứ kêu một tiếng là chú qua liền á. Mình đối xử với chú không ra gì, chứ chú lúc nào cũng vẫn coi mình như là huynh ruột vậy đó. Mình đi đi. Không ấy à, bà ngoại cứ nói giúp tôi đi. Không có được, mình phải đi đi. Chính mắt mình phải nhìn thấy là chú đối xử với mình như thế nào. Thôi, vậy kỳ lắm. Không có kỳ gì hết á. Anh em trong nhà nhờ giả nhau là chuyện bình thường mà. Chỉ có mình không chịu giúp chú ấy thôi, chứ chú ấy không bao giờ bỏ mình đâu. Mình đi đi. Mệt quá. Để tôi đi cho. Yes. Đi đi. Biết rồi. Yes. Chết rồi. Đệ ơi. Ủa anh hai, có chuyện gì vậy? Đêm hôm khuya lơ khuya lắc, anh tới đây chi vậy? Có chuyện rồi đệ ơi. Chuyện gì huynh cứ nói đi. Đệ à, huynh biết là mấy lâu nay huynh đối xử với đệ không có tốt. Đệ bỏ qua cho huynh nghe chưa? Anh hai xỉn rồi hả? Ước gì anh đang xỉn. À, anh thiểu rượu đúng không? Bên em còn miếng á. Không phải. À, không lẽ chị hai cần nhận anh hai rồi anh hai tới đây kiểm điểm với em? Không phải. Nói chung á, là từ trước đến giờ những gì anh làm với em á là anh sai. Trời ơi anh hai, em đâu có bắt lỗi bắt phải gì anh đâu. Thôi khuya rồi, về bển ngủ đi. Không có được. Ở bển có chuyện rồi. Chuyện gì? Sao nãy giờ anh hai không nói? Chị dâu chú nó giết người. Cái gì? Anh nói sao? Nó giết người. Bây giờ phải làm sao? Anh sợ lắm. Đi tù cả đám đó đệ ơi. Anh sợ lắm. Bây giờ sao đây? Chắc chết quá. Anh bình tĩnh đi. Lúc này mình phải thật bình tĩnh. Chị hai nói với anh sao? Chị dâu chú á kêu anh là qua đây nhờ chú phụ anh kêu cái xác đi để phi tang á. Vậy sao nãy giờ anh hai không nói? Anh cứ dòng gió mất thời gian quá vậy. Tại huynh sợ quá, với lại huynh xấu hổ với đệ nữa. Lúc trước đệ cần thì huynh không giúp, bây giờ có chuyện thì huynh lại kêu, cho nên vừa sợ vừa lo, huynh không biết làm cái gì hết. Anh hai đừng có nói vậy, anh cũng biết mà, từ xưa giờ em không để bụng mấy chuyện đó. Bây giờ đi về bển lẹ.
Đệ chịu giúp huynh hả đệ? Trời ơi, giờ này còn nói gì nữa đi. Trời ơi, bây giờ mới biết tình huynh đệ đó. À đây, mình làm chuyện mà ám sanh ánh xì hoài vậy? Mỗi lúc anh căng thẳng là nó bị vậy đó. Anh hứa với em, anh sẽ không căng thẳng nữa. Anh hứa với em. Rồi, đi. Trời ơi, này, anh lại căng thẳng nữa hả? Không phải, cái xác nó thối quá. Thôi được rồi, để em khiêng cho. Có gì á, chú bỏ qua cho anh. Anh biết lâu nay anh không phải với chú. Anh hai đừng nói vậy, anh em trong nhà lỗi phải cái gì anh? Lỗi chứ. Nghĩ lại anh thấy anh ngu. Mà trong cái xương cũng có cái hên. Mình chơi cạn tình với tụi nó, ai dè lúc hoạn nạn tụi nó lại bỏ mình. Đau thiệt. Anh à, em thấy anh bớt tụ tập lại cũng tốt. Uống hoài bệnh đó nghe. Ngu sao bớt tụ tập? Nhưng mà từ nay chiều chiều em qua tụ tập với anh. Anh em mình cùng uống, không giao du với tụi nó nữa. Còn chú, chú cần gì nữa anh? Anh lo cho chú. Anh lo cho sức khỏe của anh trước đi kìa. Em chắc em cũng phải ráng thôi. Không, quyền huynh thế phụ, bổn phận anh là phải lo cho em đừng có cãi. Tại lâu nay anh ngu, anh bị mờ mắt, cho nên mới đối xử tệ với chú như vậy. Mà lại tính vào mấy thằng bạn xấu đó nữa. Lỗi anh, anh ngu. Phát hiện rồi nha, nhậu một mình nha, chơi xấu nha. Vậy mà la tình huynh đệ thủy chung như nhất. Những gì em muốn nói, hàng nói hết rồi. Ủa sao mình nói vậy mà mặt ổng bơ bơ vậy? Chắc ổng bị bệnh á. Để tao. Quỳnh, hôm qua thật sự rằng ớt cái dễ báo. Mà tại hôm qua em ngủ, em không biết gì hết. Còn thằng Thúc nó đi chữa về. Cái hôm nay ba anh em tụi em mới tụ tập qua đây coi Quỳnh có chuyện gì không để tụi em lo cho Quỳnh. Chưa xong đâu, còn bỏ trống á. À, sẵn có đây ba đệ vô phụ huynh tay đi. Huynh, huynh xạo tôi đệ phải không? Huynh ngồi nhậu vậy có nghĩa là mọi chuyện xong rồi. Chứ mọi chuyện còn vậy sao có tâm trí nhậu được, đúng không? Đúng rồi. Huynh thử lòng tôi đệ đúng không? Huynh nghĩ tôi đệ không giúp huynh chứ gì? Nếu không tận mắt chứng kiến thì tao đâu có nghĩ như vậy. Huynh nói như vậy là nói xấu cho tôi đệ rồi. Huynh là huynh trưởng, phải biết thông cảm cho em Út chứ. Tụi đệ lúc nào cũng coi huynh như anh em. Vậy mà bữa nay nhậu một mình, không rủ gì hết. Huynh muốn từ mặt tụi đệ đúng không? Tụi đệ lúc nào cũng coi huynh như anh em à. Thôi, mấy huynh ngồi xuống đây nhâm nhi chung cho vui. Phải vậy chứ. Không ngồi gì hết á. Tao đang nhậu với em tao. Tao chỉ có một thằng em ruột này thôi. Huynh đệ giỡn với tụi bay á, thấy khó bỏ chạy, không cần. Ý huynh là đuổi tôi đệ đó hả? Muốn nghĩ sao nghĩ. Tưởng huynh là huynh đệ tốt. Thôi vậy từ nay coi như dứt. Có chuyện gì đừng trách tôi đệ vô tình. Đúng. Tụi bay hù tao đó hả? Có chuyện gì là chuyện gì? Chuyện gì á cũng tại huynh. Bữa nay làm cho ba thằng đệ mất mặt nghe. Đừng có trách tại sao đệ độc ác nghe chưa. Vậy mày đi. Đi vậy. Đi. Không nhậu hả? Mày khùng hả? Nó đuổi nhậu gì? Đi vậy. Đi mày. Nhanh lên. Ủa, vậy là sao tụi bay? Hồi nãy ông đuổi tụi mình thiệt hả?
ổng làm nhục tụi mình. Mối nhục này nhất định tụi mình phải trả. Cái cảm giác của tao á, cái mặt á, nó sần sần, nó chai chai. Ủa vậy là nhục á hả ta? Giờ tao mới biết á, cái mặt này cũng sần sần nè. Tao tán mày bây giờ, giỡn mặt mày. Làm sao mình trả lại ổng y chang vậy? Tao nghĩ ngon nguồn là con vợ của ổng, chứ ổng hả, dễ gì một mình ổng dám làm. Đúng rồi, bình thường mình nói cái gì ổng cũng nghe, thấy không? Ê mà tao nghĩ nhậu giọng cũng vui chứ mày. Hồi nãy tao thấy mồi ê hề, tao chảy miếng luôn á. Cái thằng mày, ăn tham nhậu cái nó đi. Cái đầu mày á, sao mày quýnh tao? Đang bọn gặp mày nữa. Tao tức lắm. Kỳ này tao phải làm cho ổng xin lỗi tụi mình mới được. Nếu mình xin lỗi xong mình què cái mình nhậu tiếp hả mày? Mày qua bên kia. Đúng rồi, tao hồi tao quýnh mày đó. Tao thấy mình phải suy nghĩ tới cái chuyện ổng phải xin lỗi tụi mình. Tụi mày thấy làm sao? Bây giờ mình không xin lỗi thì sao? Tao thấy tụi mình cũng có lỗi đúng không? Bình thường mình cũng nhậu với người ta, nhưng mà khi nhà người ta có chuyện mà mình không có giúp được, mình chơi với dế ha. Dế mà dạ mày. Hai thằng bay làm gì vậy? Mày rút cuộc mày phải ai hả? Mày còn mày á, bình tĩnh lại đi. Được rồi, tao tính rồi, ổng mà không xin lỗi đúng không, ba anh em mình đi kiện ổng. Kiện hả? Được á, tao sống tới từng tuổi này chưa ai dám đuổi tao ra khỏi nhà. Đúng vậy, mà bữa nay ổng dám. Tao nói thiệt nha, tụi mình á tuy là dân nhậu nhưng mà nhậu có uy tín chứ bộ. Sao tự nhiên cái đuổi mình à? Trời đất ơi, nhưng mà bây giờ kiện á, lấy gì mình kiện người ta? Không phải là bây giờ mình đang nắm bằng chứng con vợ nó giết người rồi phi tang hay sao? Đúng rồi, bây giờ á mình qua bên đó mình hù ổng đó, bắt ổng xin lỗi cho nó nóng hổi. Tao bắt đầu thích mày lại rồi đó. Đi đi. Đi đâu? Đi qua nhà thằng Quynh. Ừ. Đủ lượng này yêu quá, uống chưa đã gì trơn mà kêu ngưng rồi. Ê, em sao bằng anh được? Mà em nói với anh á, có uống á thì uống ít thôi, uống nhiều quá đâu có tốt. Trời ơi, đây sao mà bì với Quynh được. Sức khỏe Quynh Quynh biết, đừng có lo. Quynh uống rượu là vô địch. Nhưng mà anh hai, cái chuyện hồi nãy á, em thấy anh đâu cần phải làm căng vậy. Lỡ người ta ghét người ta làm gì mình sao? Làm gì? Làm gì là làm gì? Đâu tụi nó hả? Làm gì Quynh luôn á. Chẳng phải tụi nó biết chị hai làm thằng nhỏ chết sao? Thì em chỉ nói vậy, chẳng qua lo cho anh, muốn tốt cho anh thôi. Thôi em xin phép anh hai chị hai em về. Về đi, có cần gì thì hú anh. Nè, mình, tôi thấy chú Đệ nó cũng đúng á. Có khi nào ông làm về tụi nó thù, tụi nó quay lại hại ông thì sao? Tới lúc đó ông còn nói bạn hiền nữa không? Chắc không tới nỗi đâu. Tụi nó trở mặt với tôi trước, nó không mắc cỡ thì thôi. Ra gì? Đó, ông còn nói không sao hết hả? Mỗi lần ông hồi hộp lo lắng á là ông hát xì à. Bà có thấy tôi hồi hộp lo lắng gì đâu. Quynh, Quynh nói ai trở mặt trước hả? Đúng rồi đó, tụi này qua nhậu với Quynh, Quynh còn đuổi tụi này về, Quynh còn nói tụi này trở mặt nữa, đúng không? Giờ ý tụi bay muốn gì? Ý của tôi á là hai nó nói hết rồi. Đúng, mày cũng mày. À Quynh xin lỗi, nói khác đi. Quynh nói không cần tụi đệ, vậy đệ hỏi Quynh, nếu tụi đệ không nín thinh thì cái chuyện vợ Quynh giết người có giữ kín được hay không? Vậy ý tụi bay là muốn gì? Nè, nói cho Quynh biết, từ trước giờ làm gì cũng có qua có lại. Đúng. Đúng không? Bây giờ Quynh đã dứt tình rồi đúng không? Đúng. Để khỏi ai chịu ăn ai nữa. Thì Quynh cứ đưa đây một số đó. Tiền làm giao kèo, tiền trao cháo múc, tụi đệ sẽ giếm hết tất cả những chuyện này ha. Còn nếu không á, e lúc vui miệng mà cái miệng của đệ nó hư lắm, nó làm ảnh hưởng tới cuộc sống của Quynh. Lúc đó Quynh tự chịu trách nhiệm nghe. Nghe mấy người nói thiệt nha, đúng là quá đáng á.
bỏ bạn lúc hoạn nạn rồi bây giờ đem cái nạn của bạn ra để làm tiền hả? Ai có gan mà mở miệng ra thì đừng có trách tôi quá đáng đó. Vô trong đi. Bà để tôi được rồi. Đã vậy thì cho rõ ràng luôn. Mấy đệ muốn bao nhiêu cứ nói. Ông, một lượng bạc. Mày khùng có bảy nhiều không? Có một lượng bạc. Nè, không có bao nhiêu hết. Một đồng một cắt cũng không đưa ra nghe chưa? Mấy người có giỏi đi báo quan đi. Tôi hầu. Được. Tụi này chưa nói tới chuyện báo quan. Bà chỉ dám thách thức, không lẽ tụi này không dám làm? Hẹn cho ông bà tới giờ ngọ ngày mai phải nộp đủ 100 lượng bạc. Còn không á thì đi lên quan mà hầu. Khỏi cần giờ ngọ, sáng mai á tôi đợi mấy người trước cổng quan. Hả? Thiệt, tôi chưa thấy một người đàn bà như bà. Bà giết người rồi mà bà còn thách thức tụi tôi không? Ừ. Nè, vậy khỏi cần giờ ngọ ngày mai gì hết, bây giờ tụi tôi đi báo quan luôn. Bà liệu bà lo hầu quan nha. Ê, vậy? Sao mày nóng quá vậy? Nè, để sáng ngày mai đi. Lỡ nhiều khi bà đổi ý cho bà chồng tiền, mình khỏi tới cửa quan mà mình có một số tiền đáng kể nữa đúng không? Thách thức kìa, thách thức kìa. Tao không chịu đổi, tao không chịu đổi. Đi lên báo quan liền, đi. Ê, khoan. Liệu hồn á? Ác xì, cái gì mà ác xì? Bà làm kiểu đó, lỡ nó báo quan thiệt thì sao? Trời ơi. Ủa, tôi làm cho nó báo mà. Nhưng lỡ quan đào lên thấy được cái xác là bà đi tù đó. Nè, tôi có đi tù á cũng làm ông sáng mắt ra, để cho ông biết á mấy cái bọn kia là tiểu nhân. Em út trong nhà khuyên mà không chịu nghe. Bà điên hả? Bà làm vậy rồi bà ở tù thì sao? Để rồi ông coi ai là người ở tù. Ủa mình về rồi đó hả? Ủa, đâu có mùi rượu đâu ta? Mình bệnh hả? Không phải. Chứ mình sao? Có chuyện lớn rồi. Ủa, chuyện gì? Tôi vừa từ ngoài quán về, tôi nghe người ta nói rồi, ba cái thằng thánh vật đó đưa đơn kiện mình ra quán rồi đó. Chết rồi, bây giờ phải làm sao đây? Bà còn nói vậy sao nữa hả? Tội giết người, bị tù mọt không như chơi đó. Giết người đó chứ không có giỡn đâu. Chết rồi. Mình ơi, vậy bây giờ phải làm sao đây? Trời, còn hỏi làm sao nữa hả? Có nghĩa là bà sẽ đi tù đó, bà biết chưa? Mình ơi, em thấy mình lo cho em như vậy thiệt, em cảm kích quá. Tên nước này mà còn không hiểu làm sao đi tù đó. Vì vậy á, em cảm kích thiệt mà. Mình biết không, xảy ra biết bao nhiêu chuyện em mới biết được là mình còn nghĩ tới vợ tới con, rồi tới em út trong nhà. Thiệt, em mà có đi tù em cũng cam lòng. Cái gì? Bà sao vậy hả? Nó không hiểu sao? Người ta bắt mình ra không được, rồi mình ăn sao, nói sao? Cái này á, mình đừng có lo, để em tính cho. Em á sẽ không đi đâu hết, em sẽ ở với mình đến mãn đời luôn, mình có chịu không? Trời ơi, bà khùng hả? Cản đi. Cản. Ê, tụi bay, bây giờ tưởng tượng coi, vợ chồng nó với em của nó đang vui vẻ, tự nhiên lính kéo tới đại nhà bắt hết tụi nó luôn, chắc tụi nó sợ té đái quá. Ê, nếu vậy á thì mình đi báo sớm á, biết đâu. Này, nói chuyện không có hợp với tao mày ơi. Phải làm vậy á thì ổng mới biết là tụi mình không phải là dân tham tiền. Đúng. Đúng rồi. Cái này á tại ổng thách mình chứ bộ. Đúng rồi. Ê, mà mình làm vậy có hơi quá đáng không tụi bay?
ổng á mà có món ngon vặt lạ ổng đều kêu mình qua nhậu, đúng không? Ừ. Mình thích cái gì á mình xin ổng cũng cho, mà mình làm vậy tao thấy áy náy quá. Thì bởi vậy mình mới hết lòng với ổng. Nè, ổng kêu cái là mình có liền, đúng không? Chứ bây giờ tao hỏi mày nè, cái chuyện giết người mày dám mày bao che được không? Được không? Nó vi phạm kỷ cương phép nước, đâu có giỡn. Đúng rồi, mày nói tao thấy cũng đúng, nhưng mà tao cũng thấy áy náy lương tâm sao á. Không có sao chăng vậy hết á, mình làm đúng mình phải vui vẻ. Rồi uống ăn đi. Tôi chết rồi, tôi chết rồi anh Giáp ơi. Anh Giáp ơi chết rồi. Mày bình tĩnh, mày bình tĩnh, không không có gì chết hết á. Mày uống ly rượu xong mày nói. Bình tĩnh, không có gì gấp gáp hết á. Cứ bình tĩnh hết, uống vô. Chuyện đều có hướng giải quyết của nó hết. Uống xong rồi tôi nói. Cạn đây. Mà chuyện gì nói đi. Đó, uống xong rồi, giờ bình tĩnh nói đi. Lính kế qua đầy sân nhà mày đòi bắt mày đó. Đúng rồi, bắt cái chuyện đó là bắt. Cái gì? Cái gì? Là sao? Sao tự nhiên bắt tao? Sao mà tao biết được? Ê, lính ta bắt thằng Giáp kìa. Tao với mày nó chạy đi. Mày không hả? Người ta bắt nó, chứ bắt mới tới mình mà mình chạy. Mà tao nghe nói bắt xong thằng Giáp, bắt mày luôn đó. Không, không. Trời đất ơi, cái đó tao chắc có lẽ là tao. Mời tụi tao lên quan để làm chứng á. Ừ bắt đúng rồi đúng. Tao nói mày thiệt à, mày phải nghe cho kỹ. Cái này là mời chứ không phải là bắt. Phải vậy không? Tao nghe rõ, bắt chứ không phải mời. Thiệt hả? Thiệt hả? Tao báo cho tụi bay biết rồi đó. Tao đi à. Cái thằng này. Giờ tụi giờ bình sao? Bình tĩnh. Tất cả mọi chuyện đều có hướng giải quyết hết. Bình tĩnh. Bây giờ mày á thằng Tuấn, mày chạy qua nhà tao có tình hình sao? Nhanh chạy qua nhà mày. Tao đi liền. Nhanh lên. Còn tao sao? Chứ cho tao sai rồi. Mày sai gì? Tao kêu nó đi vậy có đúng không? Đúng rồi. Cái gì nó ngắn vậy, chừng nào mới tới? Mày đừng có kêu tao nha. Bình tĩnh. Tao với mày đi luôn. Mình đi luôn hả? Quang ơi, Quang coi hai ông này lại đi Quang. Tụi con Minh Nguyên mà ông cứ tưởng mình bị, rồi trói tụi con lại đưa đi khắp làng khắp xóm, làm tụi con mất mặt quá Quang ơi. Xong cái vụ này á, con nói thiệt á, là kêu mấy ông phải xin lỗi tụi con á, công khai để lấy lại danh dự cho tụi con chứ. Hai ông lính đứng đó làm gì, không mau cởi trói. Dạ. Cởi trói cái gì mà cởi trói? Quy dạ. Xuống. Dạ. Em à, Quang có lộn không? Sao tự nhiên không trói tụi mình mà trói ba thằng đó vậy? Có lộn hay không á, mình cứ coi đi rồi biết. Ô Hoàng, tụi con là ba người lập công lớn, báo quan tội phạm giết người. Đáng lẽ Hoàng phải thưởng chứ sao Hoàng phạt tụi dạ. con? Hoàng đối xử kỳ cục vậy. Thưởng hả? Dạ. Được, ta sẽ thưởng cho các ngươi. Thưởng cho các ngươi ba tội danh. Tội thứ nhất là vu cáo người vô tội. Tội thứ hai là tống tiền. Tội thứ ba là khai báo tầm bậy tầm bạ. Tổng cộng ba tội chia đều cho mỗi tên là 3 năm tù. Quang ơi. Quang ơi, sao vu cáo được Quang? Chính mắt con thấy thằng nhỏ nằm thù lù một đống mà. Ông kêu mấy huynh đệ tụi con giúp ổng để phi tang. Mai là tụi con lanh trí, tụi con không có nhận lời đó. Quang thấy không? Con mà không kiên định lập trường á, xém chút nữa con dính vô cái tội bao che cho tội phạm rồi đó. Dạ. Đúng rồi Quang. Bây giờ Quang nói tụi con vu cáo, Quang đào quyệt lên là biết liền. Dạ, đúng rồi Quang. Dạ. Chính vì lời khai tầm bậy tầm bạ của các ngươi mà lính của ta phải mất cả buổi đào lên lấp xuống, vừa mất công sức vừa mất thời gian. Rốt cuộc xác thằng nhỏ đâu không thấy, chỉ thấy cái xác con chó trương sình lên. Ủa sao kỳ vậy Quang? Chính mắt con thấy mà. Ngươi thấy cái bao trên sân như vậy đó, chứ có dở ra coi không? Trời ơi, dở ra chi Quang? Nó thú quắc mà. Đúng rồi Quang. Đầu đuôi là sao? Vợ huynh kể cho ta nghe coi. Dạ, bẩm Quang, chồng con á suốt ngày chỉ nghe lời bọn xấu, còn em út trong nhà thì không chịu đói hoài. Thiệt, con nói hoài mà không chịu nghe gì hết trơn á, nên bất đắc dĩ lắm con mới nghĩ ra cái kế này.
để vừa thử cả em vừa thử cả bạn bè cho ổng sáng mắt ổng ra. Vậy cho nên ngươi mới lấy cái xác chó để giả xác thằng nhỏ đúng không? Rồi hô quán lên ngươi lỡ tay giết người rồi cần người giúp chứ gì. Người em của ngươi mà thường ngày ngươi hất ủi thì kêu một tiếng là có liền, trong khi thì ba người bạn quý của ngươi thì bỏ mặt chạy làng còn quay lại tống tiền nữa. Ngươi đúng là người vợ thông minh lanh trí. Chắc ngươi đã sáng mắt rồi chứ? Dạ. Ngươi là đồ gian xảo. Quan bà này bà gian xảo lắm Quan. Dạ đúng rồi. Bà thấy tụi con hay tới nhà bà nhậu rồi kêu bà dọn dẹp suốt. Dạ. Bà mới chia rẽ tình huynh đệ của tụi con á Quan. Nói thiệt với Quan, Quan, nếu mà bà không thử á thì giờ này á tụi con nhậu vui như Tết rồi, đúng không huynh? À, đúng rồi đúng rồi. Bà này quá nguy hiểm, phải loại trừ ra khỏi xã hội. Một ngọn đèn trời xô xét, tụi con lỡ dại không đặng với huynh ấy. Mong Hoàng nhà tay đừng bắt tụi con ở tù nha Hoàng. Dạ, dạ. Tội các ngươi 3 năm vẫn còn nhẹ đó. Dạ bẩm quan, thật sự thì con làm chuyện này cũng để cho chồng con hiểu chuyện. Ba người này cũng biết tội của mình rồi, mong quan lượng thứ. Dạ, 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 đúng rồi, dạ, dạ, đúng rồi Hoàng. Đó đó, thấy người ta tốt bụng chưa, người ta lại có lời nói đỡ cho các ngươi nữa kìa. Dạ quan. Chính vì vậy cho nên các ngươi khỏi phải đi tù. Nhưng mà có tội thì vẫn phải chịu tội. Linh đâu? Dạ. Nghe đây, ta xử các ngươi mỗi tên 30 heo. Linh đâu? Dạ. Giải phạm nhân ra ngoài. Dạ. Tuân lệnh. Đã tuyên bố bãi đường. Đội ơn quan lớn à. Em đó, chúng mua điều này mà không nói cho anh biết là mình lo quá trời quá đất rồi. Phải như vậy thì mình mới vừa chứ. Nhớ chưa? Nhớ rồi. Ai chuối đây? Chuối đi bà con ơi. Lại ông đi qua, lại bà đi lại, con tật nguyền mù lò, xin vài đồng ăn cơm. Tội nghiệp quá, cho chú 1 đồng nè. Cảm ơn, cảm ơn. Chuối ơi, chuối đi bà con ơi, chuối ngon nè bà con ơi. Mẻ kho cũ người ta bỏ đi rồi, dơ lắm đó. Tôi cho mấy đồng nè, mua cái mẻ kho mới. Dạ, đa tạ ông. Tôi tật nguyền mù lòa, có cơm ăn là may mắn lắm rồi. Đó, mua mới xài đi. Dạ, đa tạ ông. Lại ông đi qua, lại bà đi lại, con tật nguyền mù lòa, cho con vài đồng ăn cơm. Gì mà tội dữ vậy? Cho ông vài đồng đi. Ừ. Anh đi làm được không? Làm gì về mặt bí xị vậy? Đi làm về mệt muốn chết, không múc cho miếng nước uống mà hỏi hoài à. Trời ơi, mua nước chứ gì. Sao không nói? Đây nè, uống cho hết đi. Rồi sao? Rồi sao kể tôi nghe coi. Sao tôi hỏi không trả lời gì hết vậy? Ủa? Trời 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 trời. Này nè, tự nhiên em cũ nợ nên về làm gì vậy? Nhờ có nó mới có được mớ đó. Sao?
Thời buổi này khó khăn, càng ngày phải nghĩ ra những trò mới thì mới gom được tiền của thiên hạ, có thêm món, đâu phải mua một món. À, bữa nay làm ăn cũng khá quá ha. Trời ơi, tiền nhiều như vậy mà ngày nào tôi cũng đếm, chắc mai mốt tôi bị một xương sống quá. Có tiền này á mà cũng than được. Ông nói nghe nè, hay là tôi thấy á, hai vợ chồng mình cực nhọc, bị gậy nhục bao nhiêu năm nay rồi, không ấy mình giải nghệ đi. Chưa đâu. Ông lấy mấy cái số tiền ông giấu đó, ông đem ra mua nhà, sắm ruộng đất, rồi mình sống an nhàn luôn đó. Số tôi á không có tầm thường như vậy đâu, phải hơn nhiều. Lấy lừng thiên hạ, dưới một người mà phải trên một vạn người mới hả? Dưới một người mà trên vạn người. Ôi, vậy là tể tướng đó. Ê ê ê, ông có bị khùng không vậy? Tự nhiên ông nghĩ sao từ một thằng ăn mày nhảy phóc lên làm tể tướng? Trời ơi, ông nói là tôi mắc cười quá. Bà cười gì vậy? Tôi biết vận mạng của tôi. Bà chờ đó mà coi, thời gian sắp tới rồi, sắp bắt đầu rồi. Ngay ngày mai tôi lấy hết vàng tiền xuống đây, bà mua hết gạo vô cho tôi. Mua hết gạo? Chị, lúc nãy trên đường về tôi thấy trời bỗng tối sập, nhồi nước kéo đến ào ào, trâu dưới nước lội lên quần nhào chí tử, chắc chắn sẽ có Lulu. Với số tiền này ta sẽ mua hết gạo trữ lại, rồi tập trung sẽ đổi đời, sẽ là người giàu. Ta sẽ đổi đời. Hên quá, hên là ông nghĩ xa á, giấu tiền kho gạo đi chỗ khác. Nếu không á, đám ma đói đó xông vô nhà rồi bẻ cổ, dặn họng vợ chồng mình, có ngại hả? Chết tôi á. Mà ông ơi, bán đi, gấp trăm lần rồi. Bây giờ thương lái á, cũng lết đang xin, có tiền cũng đâu có ai còn gạo đâu mà mua. Ráng vài chút nữa thôi, có gan làm giàu. Bà không nghe ông bà mình nói hả? Tôi á, tôi sợ quá. Chưa bao giờ tôi thấy xác người nó chết đói đầy đường như vậy đó. Tôi sợ muốn gần chết luôn, tôi không dám ra đường luôn đó. Anh Thạch Sùng ơi, có nhà không anh? Ai đó? Ông muốn gì? Ờ, tôi nghe nói anh có trữ gạo, xin anh vui lòng nhường cho tôi một ít. Số là bà nhà tôi và hai đứa nhỏ đói quá, tôi sợ qua không có nổi, mong anh thương tình giúp đỡ. Mua vô để bán, có gì đâu phải thương tình. Có điều ông biết giá cả rồi chứ? Biết giá cả rồi phải không? Ờ, tôi có nghe đồn giá lên gấp trăm lần trước lũ, nhưng mà bây giờ tôi đồng ý. Cái giá đó là giá để cứu đói, còn để cứu người thì quá rẻ. Tôi đâu có bán gạo để lấy tiền. Ra điều kiện như thế nào thì anh cứ nói, trong khả năng của tôi thì tôi sẽ... Một đấu gạo, một thoi vàng, chịu giá, mai cứ việc tới đây, bao nhiêu cũng có. Thú thật với anh, tôi cũng có chút đỉnh để hậu sự, nhưng mà bây giờ mua như vậy á, chỉ vài bữa cơm nữa tôi sạc nghiệp mất anh ơi. Vậy thì thôi, ai ép ông mua? Anh đừng có lợi dụng thiên tài đói kém rồi anh trục lợi bà con.
không có bền đâu. Nói một tiếng đi, mua hay là không? Tôi mua. Ôi, cô nhìn con vàng kìa, chú này mình giàu to rồi. Thanh Sùng đã làm là phải thành công. Đã đến lúc giải nghệ, ta thề sẽ không bao giờ quay về cái làng tồi tàn chết tiệt này nữa. Hay quá, đổ hết đi, đạp hết đi. Mày đến với tao, giúp tao kiếm cơm. Nhưng mà bây giờ tao không muốn nhìn thấy mày nữa. Đổi mới đã tới. Đổi đời, ta sẽ đổi đời. Đổi đời. Tôi sẽ lo những việc lớn ở bên ngoài, còn những việc như thu lúa rẻ, coi sóc ruộng vườn, trâu bò heo gà càng sinh sôi là chuyện của bà. Lo cho cẩn thận, đừng để thất thoát một đồng à. Vợ ông hả mà để thất thoát? Ông á cũng khéo lo. Sổ sách vay lãi mới làm lại hết chưa? Chồng sổ cũ á lo quỷ hết đi, làm lại cho nó trật tự dễ coi một chút. Càng ngày càng nhiều phải biết tính. Tôi biết rồi, vừa mới đặt thiên sổ mới. Ông không cần phải lo. Lo là lo cái đám quân đi đòi nợ kìa, mấy chục đứa bây giờ đâu có đủ đâu. Con nợ của mình bây giờ là cự phú, thiên hộ, bá hộ, đâu phải là cọ con nữa đâu. Quân đòi nợ của mình á phải dữ dằn thì tụi nó mới sợ. Dạ thưa ông, băng cướp Thảo Khấu xin gặp ạ. À, mời vô. Dạ. À quên, sau này cứ để người ta tự nhiên ra vô nghe chưa? Dạ con biết rồi. Dạ, chào bà chủ. Đây là người anh em của tôi. À, sau này cứ tự nhiên ra vô, đừng có khách khí nghe chưa? Dạ. Theo lệnh ông chủ, tôi đã tuyển thêm 3 đội nữa, đang tập huấn luyện võ thuật và kỹ năng dùng vũ khí. Tốt, khi nào chúng thiện nghệ rồi thì hãy giao việc. Mọi chi phí lập thành sổ sách, ta lo. Dạ, tôi biết rồi. Chào ông bà chủ. Nè 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 nè, trời, bữa nay ông thông lưng với cướp đó sao? Ông không sợ hả? Đụng chuyện nó cứa cổ hai vợ chồng mình chết rồi sao? Coi bộ bà sống với tôi bao nhiêu lâu mà bà không hề hiểu tôi. Mấy chục chiếc thuyền buôn của hiệu buôn nhà mình rong ruổi tứ xứ, nếu mình không thông lưng với cái tụi cướp á, nó để cho bà làm ăn sao? Cướp cũng là người, cũng phải biết ăn. Đi cướp bữa đực bữa cái, làm sao bằng lộc trời tháng tránh bữa đói bữa no. Hèn chi, bao nhiêu thuyền đi đều bị cướp, còn thuyền của mình đi á không bị gì trơn. Đâu chỉ có vậy, giờ mình nuôi nó cướp được cái gì nó phải chia lại cho mình. Ngoài những thứ quý lạ mình muốn mua, nó phải bán lại cho mình. Rốt cuộc những cái đồ quý lạ chỉ hàng mình mới có, bà không thấy sao? Hồi lấy ông tới vợ, tôi đâu có ngờ ông là gì, nhà chiến lược đại tài giống như vậy. Chưa đâu, bây giờ mới là lúc bà mới thấy chồng của bà đây. Chuẩn bị dời nhà lên kinh, rồi bà sẽ thấy tôi ngồi cái chỗ dưới một người mà trên vạn người. Ủa, ý ông là... Rồi bà sẽ thấy. Trời ơi, đẹp quá trời quá đất luôn á. Tôi không ngờ ông mua được tới chức quận công dữ vậy. Tôi tưởng đâu á, ông mua là mua chức nhỏ nhỏ thôi, ai ngờ đâu mà mua chức lớn như vậy mà người ta cũng bán nữa hả? Cái gì á mà không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng nhiều tiền.
rồi. Phải rồi. Dạ, bẩm quận công, dạ thần thiếp có cho mời ông quan phụ trách sửa dinh thự cho vua tới rồi đó. Dạ bẩm quận công và phu nhân ạ. À, ngươi xây cung điện cho vua hả? Dạ bẩm quận công, dạ chính là hạ quan ạ. À, được, bây giờ ngươi nghe đây, ta thừa sức xây cung điện tráng lệ hơn nhà vua gấp mấy lần, nhưng thôi, để cho phải phép, ta nhường vua một bậc ha. Dạ. Ngươi xây cho ta một cái phủ đệ mà không có bậc dương thân quốc thích nào có được. Dạ bẩm quận công, hạ quan rõ ạ. À, dạ hạ quan xin phép cáo từ ạ. Ừ. Ta phải làm như vậy cho ra thế quận công, chứ có thêm bao nhiêu bà thì nàng cũng là chánh thất, chịu không? Ta đang muốn sửa gấp mấy căn phòng ở phía tây cho mát mẻ để nạp thêm thê thiếp. Người kẹt bên quận công Thạch Sùng chừng nào mới xong? Dạ bẩm Dương Hầu, xin ngài hãy tìm người khác giúp giùm, vì ở bên đó xây không biết chừng nào xong, vì dinh thự bên đó quá lớn à. Làm gì thế nổi. Ta có nghe nói là cái tên này trước khi mua chức là cái tên quận công đó đã mua dinh thự ở ngoài hoàng thành rồi mà. Dạ bẩm Dương Hầu, ngài quận công ấy nói đó chỉ là nhà tạm để chờ nhậm chức thôi ạ. À, trời. Còn dinh cơ đang xây thì thì sao? Dạ bẩm Dương Hầu, quận công nói chỉ muốn là nhỏ hơn hoàng thành vài ba thước ta thôi ạ. À, còn không thì không có phủ ông hoàng bà chúa nào mà sánh được ạ. À. Dạ. Cái tên trọc phú này thật là láo toét. Nó làm như vậy có nghĩa là nó vuốt mặt mà không nể mũi. Nó thừa biết ta là em của đương kim hoàng hậu, vậy mà nó ra vô triều chính, nó gặp ta, nó nhìn cái mặt xong nó bỏ đi luôn, không chào tiếng nào hết. Nói cho người biết. À, dạ. Dưới hoàng cung của vua thì phủ đệ của ta là nhất, phủ đệ của ta là nhất mà thôi. Nó nói vậy chẳng khác nào nó tuyên chiến với ta, đúng không? Dạ bẩm Dương Hầu, hạ thần đã lỡ lời, xin ngài đừng có nói lại, chứ nếu không con sẽ mang họa vào thân. Để xin ra mắt hoàng tỷ. Dạ bái kiến hoàng hậu. Ta miễn lễ, các ngươi hãy bình thân. Tạ ơn hoàng tỷ. Tạ ơn hoàng hậu. Ngươi đi đi, không còn gì của ngươi nữa. Dạ, hạ thần cáo lui. Dạ. Thiệt là bực mình quá mà. Có chuyện gì mà coi bộ sắc mặt của cậu không được vui vậy? Thì tức chết đi được. Cái thằng quận công mua chức, nó tên là Thạch Sùng đó, nó mới vào cung mà nó láo rồi. Nó biểu thợ xây của triều đình xây cho nó một cái dinh thự chỉ nhỏ hơn cái hoàng cung vài thước thôi, tức không? Vậy sao? Có kẻ nhiều tiền dữ vậy à? Nó làm như vậy chẳng khác nào là nó dỗ vô mặt đệ. Nó thừa biết là trong cái đất kinh kỳ này nè, dưới vua là chỉ có đệ thôi. Ai biểu cậu để ý làm gì? Nó xây dinh thự lớn bao nhiêu thì cũng làm gì có thế lực được như cậu mà lo. Thì nó biết vậy nên nó càng quên quan dân giáo. Thiệt, em tức muốn chết luôn. Cái thứ đó hả? Ngu sao á? Cậu làm như cậu giỏi lắm vậy đó. Ừ. Học hành thì nhát, tính toán thì sai bét, đọc thì ngọng liếu ngọng lo. Không có chị cậu tính, cậu làm được cái gì? Tỷ nó quá. Ở đây lính tráng quá trời, nói vậy để mất mặt chứ. Ta không có nói quá đâu. Liệu mà biết mình biết người, ngậm miệng ăn tiền, đừng có hung hăng háo thắng mà lòi cái dốt của mình ra đó. Trời ơi, tỷ về tỷ giỏi, dạy lại mấy thằng thái tử con của tỷ đi. Tối ngày nó lo đá gà, lo đua ngựa, có học hành gì đâu. Tự nhiên qua không giúp ích gì. Giáo quân đợt. Nè tôi nói nè, cái thằng quận công mua chức đó thiệt là nực cười, không biết gì hết á, ra vẻ ta đây phát biểu linh tinh ngu á, mà còn tỏ ra nguy hiểm chứ. Ờ, nhìn triều đình giờ tôi thấy chán lắm. Ngân khố á thì trống rỗng, còn quan tước á thì giống như là tài nguyên mà đem đi đấu giá vậy đó. Phải đúng rồi. Biết rồi á, triều thần á hả, nhìn quanh quẩn toàn á hả một lũ ngu đần. Ừ. Không xu nịnh á hả thì cũng sáng kiến linh tinh, không bọn mua quan bán tước,
thì cũng hạn con ông cháu cha. Đúng rồi. Đi thiết kiệu quá hả? Thì chỉ biết ngậm tâm. Đúng rồi đó. Ờ, không gật á thì cũng há họng gục như lần hú ở nhà vậy. Các ông coi chừng cái miệng của các ông đó. Bẩm các quan, chẳng hay các quan có bận rộn gì không? Hạ quan xin mời quá bộ tới tham quan tệ xá vừa hoàn tất. Sẵn dịp hạ quan mời bữa cơm, xem như là ra mắt. Ngươi nghĩ đi, ngươi mới xây cái dinh thự lớn hơn ai, chưa gì mà đòi khoe. Dạ bẩm, người đời có câu xấu che tốt khoe, có thứ đẹp thứ tốt muốn khoe là sự thường mà. Bẩm quan. Có khoe phải biết mình có cái gì mới lạ mới khoe. Ông không biết ta là ai sao mà đòi ta hạ cố? Dạ bẩm quan anh, quan anh thuộc dòng dõi Dương Tôn, là em ruột của đương kim hoàng hậu. Được, nhưng chẳng hay khi ta và các quan đến, nhà của ông có đủ người để phục dịch không mà đòi mời? Quận công, tại quận công không biết đó thôi, chứ họ Dương ở đây cùng một lúc có khi gần cái chục người hầu hạ, trẻ thì rửa tay, bóp chân, bóp vai, rồi còn dâng nước. Nô tỳ nhà ta hết thảy đều mặc tơ lụa thượng hạng mát mẻ, bọn chúng đông đến nỗi mỗi năm năm hết Tết đến, ta phải mua vài khối lụa mới may đủ quần áo mới cho bọn chúng. Ngươi thấy sao? Dạ bấm, chỉ tốn vài kho lụa vải để may quần áo cho chúng chắc cũng không đông là mấy. Bọn nô tỳ nhà tôi á thì có lẽ lúa gạo của cả huyện mới đủ cho chúng ăn cả một ngày. Ghê dữ à. Dư sức hầu hạ cả triều đình, chứ không chỉ mấy quan anh đây. Ăn thua gì chuyện đó. Ta nói cho người biết, bếp ta nấu nhiều người ăn đến nỗi củi thừa không thể nào nấu được, ta phải mua thêm quế về để nấu, thì ngươi biết là nó nhiều như thế nào chứ. Dù sao thì trước khi xây dinh thự, tôi đã cho dò hỏi số lượng nô tỳ từng dinh, và ta đoán chắc là số nô tỳ của nhà mình chỉ thua có hoàng thượng. Hàng đêm số nến để thắp sáng giáp số phòng của nô tỳ ở chắc cũng có lẽ vài hòn, để phục dịch các quan đây chắc không tới nỗi thiếu người. Ôi dạ quá hay không. Dạ bẩm Dương hầu, mới thiết kiều ra chắc ngài cũng mệt rồi, giờ hai ngài đứng cãi tay ngang với nhau cũng không có ích gì đâu. Nói có sách, mách có chứng, thấy mới tin. Thôi bây giờ vậy, cứ chưng ra đi cho chúng tôi coi, chúng tôi sẽ làm trọng tài cho. Nếu ai thua thì người đó sẽ chung 10 thúng vàng, được không? Được, được không? Ta nghe nói Dương hầu em ta nó thách đố gì đó với tên quận công mới nhậm chức Thạch Sùng hả? Dạ bẩm hoàng hậu, khắp tam cung lục diện đang háo hức xôn xao chuyện này đó hoàng hậu. Hai người đang thách đấu với nhau coi ai giàu hơn ai, ai thua phải chung 10 thúng vàng. Mất của là một lẽ, ta chỉ sợ em ta nó hớ hên, càng đấu càng lộ dốt, rồi mang tiếng hoàng thượng nâng đỡ trọng dụng thân tộc, bỏ qua hiền tài gây bất ổn dư luận. Ta phải làm tay trong cho nó. Dạ bẩm hoàng hậu, hoàng hậu muốn sao ạ? Triệu mã thấy dám qua đây gặp ta. Dạ. Mã thái giám xin ý kiến hoàng hậu và ra mắt Dương hầu. Ta cho triệu mã thái giám tới đây là để có lời nhờ ngươi phụ giúp cho Dương hầu em ta trong trận tỷ thí sắp tới. Dạ. Dạ khởi bẩm hoàng hậu, thật là vinh hạnh cho hạ thần. Hạ thần được hoàng hậu tin tưởng giao phó, hạ thần có nghe về cái vụ thách đấu sắp tới, cho nên hạ thần thiết nghĩ hạ thần sẽ dốc hết sức để trợ giúp Dương hầu đây. Mà chị làm em mất mặt quá. Không lẽ em chị lại thua cái thằng trọc phú đó sao? Cậu không hiểu đâu, cậu là em ta, một lời cậu nói ra, một việc nhỏ cậu làm đều sẽ gây bàn tán. Thắng thì không sao, thua lập tức sẽ bị dèm pha, ảnh hưởng tới uy tín của hoàng thượng. Vậy nên có người trợ giúp cho chắc ăn,
Dạ khởi bẩm hoàng hậu, hạ thần sẽ luôn luôn bên cạnh Dương hầu. Và chắc chắn đảm bảo một điều là không ai biết thần ở bên cạnh Dương hầu hết á. Đưa con rắn liều điêu này vô đây chi biết nữa. Ông ơi, ông, ông ơi, ông, ông có nghe tin gì chưa? Hoàng hậu đã ngầm ra lệnh cho Mã Thái Giám phụ giúp cho Dương hầu trận tới. Trời, liệu mình... Cái điều đó là càng chứng tỏ là trong đầu hắn không có não. Bà nghĩ sao? Hắn có địch nổi một người có sỏi trong đầu như chồng của bà không? Tôi biết á, là ông cứng rồi. Sợ á, là sợ những người triều thần đứng sau lưng nó. Rồi tôi e là... Trừ khi đương kim hoàng thượng lấy quốc khố mới địch nổi tôi. Dưới cái gầm trời này không ai qua được Thạch Sùng hết. Mà đừng có lo, để chắc ăn tôi chẳng phải là không có tay trong. Tay trong? Thể theo lời thách đấu của Dương hầu và quận công đây, hôm nay là trận đấu đầu tiên có tất cả các quan đây chứng kiến. Xin mời hai ngài ra lời thách đấu. Tôi chấp nhận mọi lời thách đấu. Xin mời Dương hầu mở màn. Được thôi. Vậy thì đầu tiên phải coi nhà ai trang hoàng cầu kỳ xa hoa lộng lẫy nhất. Tôi đồng ý. Vậy hẹn trong ngày mai, phải để mọi người được mãn nhãn rồi tính sao. Được thôi. Vậy ngày mai tôi xin mời các quan ở đây làm chứng, tới lần lượt từng dinh để xem qua. Quyết định gì đi. Tôi xin cáo từ. Không tiện. Dạ hạ thần xin cáo luôn. Không, xin cáo luôn. Dạ khởi bẩm Dương hầu, ngài tính sao? Tính sao là tính sao? Ta nói vậy thôi chứ thật ra trong đầu ta không có ý tưởng gì hết. Mà ta thấy nhà ta bây giờ là xa hoa nhất rồi, biết thêm gì giờ. Dạ khởi bẩm Dương hầu, dinh cơ của Dương hầu quả nhiên là hoàn mỹ. Phải rồi. Tuy nhiên á, dinh cơ của quận công mới xây cất tân kỳ, hắn lại lắm mưu mô. Vậy nên phải kỳ công hơn nữa mới mong thắng được. Kỳ công là phải làm sao? Dạ bẩm Dương hầu, làm cái gì mà bình thường thiên hạ không dám làm. Thí dụ như lụa để mai đồ, đo từng thước một. Nhưng bây giờ mình xài lụa cho một chuyện khác. Chuyện khác là chuyện gì? Dạ thí dụ mình lấy lụa làm rèm cửa, khăn trải bàn, màn trướng và căng trần che bụi. Được, ngươi cũng làm được việc đó chứ. Đi. Giỏi. Hey, ngươi làm tốt lắm. Trái cầu gấm này ta thưởng cho ngươi. Dạ con cảm ơn quận công. Thưa quận công con đi ạ. Y làm ghê gớm quá. Bây giờ mình tính sao? Tưởng gì, lụa làm sao bằng gấm. Riêng sử dụng loại gấm thường hảo hạng, trang hoàng nhà cửa làm sao để số gấm nhà ta xài gấp trăm lần số gấm nhà hắn. Dạ khởi bẩm Dương hầu. Sao rồi, lụa là căng hết chưa? Dạ khởi bẩm Dương hầu, xong thì đã xong rồi đó. Nhưng mà thần nghe tin mật báo. Gì? Thạch Sùng á, muốn chơi trội hơn mình, đã cho xài gấm thượng hạng, trang hoàng hết nhà cửa. Mà đáng nói ở cái chỗ, cái số lượng mà gấm thượng hạng hắn xài á, gấp trăm lần bên mình. À mà khoan, sao mà hắn biết bên ta làm như vậy, mà hắn đua theo được chứ? Và khởi bẩm Dương hầu, chuyện này thì hạ thần chưa rõ. Hạ thần thiết nghĩ mình cứ từ từ truy xét chuyện này sao. Đã sắp tới giờ, mình phải tìm cách chuyển bại thành thắng. Cách gì? Cách gì người nói đi. Dạ khởi bẩm Dương hầu, để cho dinh thự mình nổi bật
thì từ xa đã phải nhìn thấy. Hạ thần thiết nghĩ, chi bằng mình gỡ ngói lợp bằng thủy tinh. Gỡ ngói lợp bằng thủy tinh. Cao kiến, cao kiến, cao kiến, cao kiến. Ủa, lợp bằng thủy tinh, rồi tối ngủ nhìn lên trời thấy trăng với sao không, rồi sao ngủ? Trời, Dương Hầu quên rồi, mình đã có lụa là để lợp trần rồi sao? Được. Đúng là cao kiến. Cao kiến, cao kiến. Vậy thì cho làm liền đi. Dạ. Làm sao mà cho tất cả cái phủ đệ của ta nó sáng loáng lên, làm cho thiên hạ nó lé mắt luôn. Dạ. Cái gì? Lấy ngọc thạch giá hết dinh thự. Chính xác. Ngọc thật, sân vườn, tường bao, kể cả hàng rào, thay luôn ngôi. Bên đó dùng thủy tinh là quá tầm thường. Lần này để giữ bí mật mà đuổi hết đám gia nhân cũ cho tôi. Sau khi xem qua hai dòng dinh thự, hạ quan tuyên bố và Dương Hầu tỏa sáng như ngọc. Cổ kim chưa từng thấy nơi nào xa hoa như vậy, bên trong lại dám vung tay lấy lụa quý phủ khắp nơi, thật là choáng ngợp, choáng ngợp. Phải choáng ngợp thôi. Tuy nhiên. Ừ. Tuy nhiên cái gì nữa? Nhưng nếu quý phủ tỏa sáng giống như ngọc thì phủ Quận Công mới là ngọc. Ngọc phủ từ ngoài vô tới bên trong, không phải là lụa mà gấm thượng hạng, trang hoàng khắp chốn, có thể gọi là xa hoa hơn cả cung vua. Kỳ này Quận Công Thạch Sùng đã thắng. Xá gì ba cái vẻ bề ngoài đó, phủ của ngươi mới xây, không lung linh rực rỡ mới lạ. Thôi bây giờ nghe ta hỏi nè, nhà của ngươi có san hô đen không? Loại san hô mà vô quý nhất đó, ngươi có không? Bẩm từ thuở còn là một con buôn hạng bét, ta đã chơi san hô đen. Ở nhà ta có cây san hô đen cao mấy mét, vừa rồi bệ hạ muốn xem. Sau khi ngài xem xong đã phán rằng đây là cây san hô vua, mà ngay cả vua cũng không có cây san hô to và cao đến như vậy. Vậy còn sừng tê giác ngươi có không? Và bẩm sừng tê giác nhà ta nhiều quá, ta chẳng biết làm gì. Ta cho thợ đẽo thành bộ ấm chén, lược, tẩu, xài chơi, chưa cũ đã chán, bỏ lăng bỏ lóc khắp nhà. Vậy là thắng thua đã rõ, phần thắng đã nghiêng về Quận Công Thạch Sùng. Phiền Dương Hầu đây trồng đủ 10 thúng vàng theo như giao ước. Được, coi như tạm thời vậy đi. Ta thua, ta chịu phạt. Nhưng ta muốn đấu nữa. Người nào thua sẽ chung 20 thúng vàng. Người cũng dám theo không? Ôi trời. Hai mươi thúng. Đấu với ngài là niềm vinh dự của tôi. Được, người hay lắm. Vậy thì hôm sau gặp nhau, ta sẽ ra đề quyết đấu. Về. Đừng nghĩ coi 20 thúng là nhiều lắm đó. Đúng. Thiệt là mất mặt. Ngươi làm gì để hắn biết hết mánh của phe ta vậy? Dạ khởi bẩm hoàng hậu, khởi bẩm Dương Hầu, hạ thần thiết nghĩ chắc chắn là phe mình có tay trong. Kẻ đó đã mật báo Thạch Sùng, cho nên là bên đó nó làm giống y chang như những gì bên mình làm. À, có tay trong mật báo. Ý người nói là trong phủ ta có nội gián. Dạ bẩm, ý thần là như vậy. Nội gián là ai? Ha
Có tật giật mình, mặt mày run rẩy. Người nói đi, có phải ngươi làm gì có lỗi với ta phải không? Nói thật, ta tha. Nếu không, ta giết chết. Nói. Dạ, xin Dương Hậu tha mạng. Xin Dương Hậu tha mạng cho con ạ. Tại sao? Ngươi là người ta tin tưởng nhất. Ta cho ngươi danh dự để được hầu bên cạnh ta, mà ngươi đỡ bán đứng ta như vậy. Đúng là nuôi ông tài áo mà. Lính đâu? Dạ. Gô đầu nó lại, tống nó vô ngục. Chờ ta thách đấu xong vụ này, nếu ta còn sống, ta xử nó. Dạ. Đi, đi. Xin tha mạng cho con. Trời, trời, lỡ lúc nào nó đạp lên cái quạt của tôi. Khốn ghê. Cũng may mới chỉ có gián đầu. Cậu thấy chưa, không chủ quan được đâu. Có trợ giúp mà vẫn còn thua đó. Tại có kẻ làm tay trong nên bí mật của bên mình bị tiết lộ hết. Chứ còn khuyên nó mới thắng được. Không sao, thua một lần để ta cẩn trọng hơn. Ừ. Bây giờ người mau nghĩ bước tiếp theo đi. Dạ. Sao đấu đây? Tại ta thất đại thôi, chứ chưa nghĩ ra gì hết. Bẩm Dương Hầu, hạ thần thiết nghĩ thạch sùng là thứ giàu có mới nổi. Nếu là tiền vàng thì lúc nào cũng có sẵn, nhưng những thứ quý hiếm á, thì chỉ có mỗi Dương Hầu đây á, là người chơi lâu năm, kỳ công sưu tầm thì mới có được. Phải lắm. Nó làm sao có cả kho kỳ hoa dị thảo quái thú như của ta được. Dạ. Được rồi, thì cái đó là thắng chắc. Dạ. Cái gì? Thi những đồ quý hiếm à? Được thôi, Dương Hậu, ông có những thứ gì mang ra coi. Lần trước người thắng ta, vậy thì bây giờ người khoe trước đi. Bây giờ ngươi có vật gì mau đưa ra. Đồ quý hiếm thì nhà ta có nhiều quá, cho nên ta phải suy nghĩ. Không biết có phải là nhất chưa, nhưng ta có một con thiên lý mã mua từ Thiên Trúc về. Con ngựa này mỗi ngày chạy được 1000 dặm. Chạy được 1000 dặm dữ vậy? Con ngựa chạy cả 1000 dặm. Cái vụ này á tôi chưa nghe nha. Chắc là con ngựa thần á phải không mấy ngài? Ngựa chạy 1000 dặm mà, nó chỉ là một con ngựa chạy dài sức thôi, tầm thường. Vậy mà ông cho đó là có 102. Nhà ta trong chuồng ngựa cả đống kìa. Chưa hết đâu, ta còn có một con hươu 2 đầu. Con hươu 2 đầu, ngài nghe rõ không? Con hươu 2 đầu có không? Ôi trời. Nếu các vị không tin thì cứ đến nhà ta tân mục sở thị. Trời tới thôi đâu mất mát gì đâu, đúng không? Sao? Tỷ số lần này phân định ra sao? Dạ bẩm, thiên lý mã của Thạch Quận Công đây cũng rất lạ. Nhưng quả thật trên đời này chúng thần chưa từng thấy con vật nào kỳ lạ như hươu 2 đầu của Dương Hầu đây. Lần này Dương Hầu thắng. Thạch Sơn, vậy thì ngươi sẽ chung ta 20 thúng vàng. Nhưng mà ta không vội đâu, ngươi để đó đi. Bây giờ ngươi còn gì lạ hơn những thứ thông thường đó, mau đem ra ta coi thử. Đúng rồi, cứ đem ra đi ngài ơi. Đem ra coi sao. Chắc không có rồi. Đúng rồi. Sao, hết rồi phải không? Chưa, ta có món này. Đây, đây là vật phòng thân của ta, lúc nào cũng mang theo bên người. Đây là nhẫn ngọc, mùa hè đeo vào thì mát, mùa đông đeo vào thì ấm. Đây
Đây quả thật là nhẫn ngọc có một không hai. Kỳ vậy hả? Có một không hai luôn hả? Dạ bẩm Dương Hầu. Sao Dương Hầu có không? Ba cái đó, trời ơi, ngọc ngà châu báu ở trong cung của Dương Hầu á, có cả kho luôn á, có cả kho, cả kho luôn á. À, đúng rồi đúng rồi đúng rồi, ta có cả kho mà. Bữa nay quên, ta nói cho người biết. Mai đi, mình hẹn mai đi, mai mình thi tiếp, mai đi. Mấy cái viên ngọc này trong kho ta đầy, nhưng mà bữa nay tại vì quên đem theo. Nếu mà quý vị không tin thì xin mời đến tận nhà ta, tận một sở thị. Mai, mai đi, mai mình thi tiếp. Ông có chắc á là ngọc đó có một không hai không ông? Người ta là Dương Tôn, ngọc ngà châu báu thiếu gì? Kho vua, rồi kho của hoàng hậu, ngọc ngà có sẵn, người ta phải hậu thuẫn người nhà chứ. Ta đảm bảo là ngọc đó trên đời này chỉ có một thôi, do bọn cướp cướp được của hạm thuyền triều cống của hoàng đế phương Bắc bán lại cho ta. Bà cứ yên tâm đi. Tôi á, tôi chỉ sợ mình thắng rồi càng ngày mình càng bị ghét. Dương hậu với hoàng hậu cấu kết với nhau để hại mình đó. Quy thế của tôi bây giờ nghe, vua còn phải ngán, bà cứ khéo lo. Có mới nói nha. Tôi nói thiệt mà. Dạ khởi bẩm Dương hậu. Sau một thời gian thần dò la ra được thân thế của quận công. Sao? Dạ bẩm, trước đây hắn chỉ là một kẻ ăn mày. Vậy hả? Dạ, nhưng có chút mưu mô trong đầu, lợi dụng thiên tai lũ lụt, đầu cơ trên xương máu của người dân lương thiện để mà làm giàu. Sau đó hắn mua quan bán chức nên mới có được cái chức quận công ngày hôm nay. Mà suy cho cùng, hắn cũng chỉ là kẻ tham phú phụ bần. Tham phú phụ bần. Cho nên thần nghĩ rằng không cần ngọc vẫn có cách để tên Thạch Sùng đó thua trắng. Thần đã có cách. Chẳng hay Dương Hầu đã tìm được nhẫn ngọc quý nào khả dĩ đấu lại với viên ngọc của tôi không? À thì ngươi muốn ngọc có ngọc thôi, nhưng mà ta đảm bảo ngoài cái nhẫn ngọc đó ra, ngươi không còn gì để đấu với ta đâu, đúng không? Nếu Dương Hầu muốn thua trong danh dự, tôi sẵn lòng. Ngài cũng không cần nộp phạt, có thì đưa ra, không có thì thôi, đâu cần phải giở trò khua môi múa mép để câu vợ. À thì ta công nhận là ngươi giàu có thiệt. Tuy nhiên ta đảm bảo trên thế gian này không ai mà không thiếu thứ gì. Ngươi giàu thiệt, đầy, nhưng mà không đủ. Ta cược là ngươi còn thiếu nhiều thứ lắm. Ngay không thấy, mỗi lần ngài đưa ra một lời thách đấu thì tôi đã đáp lại gấp trăm lần. Nhà tôi trên trời dưới bể không thiếu một thứ gì. Ngươi dám chắc vậy chứ? Chắc như đinh đóng cột. Thôi được, vậy đi, ta đảm bảo nhà ta không thiếu một vật gì. Nếu ông chỉ ra một vật mà nhà ta thiếu, ta sẽ giao hết gia sản, vợ con, gia nô cho ông. Ngược lại, nếu ta có đủ hết thì ông phải giao hết toàn bộ tài sản cho ta. Được. Ta chấp nhận. Được, giao ước thì khá lớn, nên đề phòng có người trở mặt. Phải làm giao ước,
hai bên cùng ký vào, có các quan ở đây làm chứng. Tôi mất vậy không? Dạ đây thưa dân hầu. À được. Đây thưa quận công. Để cho rõ ràng, xin mời các quan quá bộ tới nhà để xem tư dinh của ta có thiếu thứ gì không. Rồi sau đó tôi sẽ đưa các quan qua tiếp quản dinh thự của Dương Hầu. Vì sắp tới tôi phải sửa sang lại toàn bộ. Còn ta, ta chỉ sợ khi ta tiếp quản lại dinh thự của ngươi á, ngươi khăn gói bị gãy, đi ăn xin trở lại thôi. Bà làm gì vậy? Bà dòm giống quái vật vậy? Sao ông tự tin cao hứng quá vậy? Nhà ai mà chẳng thiếu thứ gì? Thương chuyện gì? Bà nghĩ coi, nhà mình có thiếu cái giống gì không? Vàng bạc, đồ quý hiếm đầy. Bà phải nghĩ coi, bà phải làm cái gì với nhà họ Dương mà mình sắp có được. Nhiều của quá cũng khổ, phải nghĩ cách quản nó mới mệt. Mạo ơi, tôi nói nghe nè, sao tôi linh cảm á, lần này mình có chuyện chẳng lành. Thiếu gì thứ mình không mua về nhà. Có bao giờ ai mà có được mọi thứ trên đời ở trong nhà đâu, chật chội à. Nhưng nhà của mình khác. Thôi bà đừng có nói gỡ. Bà có biết không, bà chuẩn bị tiếp đón thiên hạ tới chiêm ngưỡng cái gia sản vô đối của nhà mình. Bây giờ đầy đủ mặt các quan, ông nói cho ta nghe, nhà ta còn thiếu cái thứ gì? Theo ta thấy, quả nhiên là cái dinh thự của ông đủ mọi thứ xa qua. Nhưng có một thứ ta đảm bảo ông sẽ không có đâu. Là thứ gì? Quận công Thạch Sùng, ông hãy mở mắt cho kỹ, nhìn cho rõ xem đây là thứ gì. Cái mẹ to. Cái mẹ kho ông có không, đem ra cho mọi người chiêm ngưỡng đi. Người đâu? Dạ đại nhân. Mau lục hết trong bếp, mọi con gách, ông xin vui tìm cho ta cái mẹ kho. Dạ. Bây giờ cùng thằng nào nghĩ là ông thấy xó lợi. Giàu có tột bậc như quận công đây, không biết cái mẹ kho thì cũng đâu có gì là lạ. Cái mẻ kho cũ người ta bỏ đi rồi, dơ lắm á. Tôi cho mấy đồng nè, mua mẻ kho mới. Dạ, đa tạ ông, tôi là kẻ tật nguyền, có cơm ăn là may mắn lắm rồi. Mua dạ, mới xài đi nghe. Đa tạ. Ha
sang cả rồi. Người ta cũng hay ráng chùi đi gốc gác của mình, đúng không quận công? Ông đúng là vua đầu cơ mà. Đã tới lúc giải nghệ, bà thề sẽ không bao giờ quay trở lại cái làng tồi tàn chết tiệt này nữa. Đốp hết đi, đạp hết đi. Mày đã theo tao giúp tao kiếm cơm, nhưng mà bây giờ tao không muốn nhìn thấy mày nữa. Dạ bẩm đại nhân, dạ con đã tìm hết trong nhà ngoài vườn, tất cả chỉ toàn đồ vàng, đồ bạc, đồ đồng, không có mẻ kho nào làm bằng đất hết thưa đại nhân. Theo giao ước ký kết giữa đôi bên, từ đây toàn bộ gia tài, dinh thự, thê thiếp của quận công Thành Sùng thuộc về Dương Hầu. Dân tự đã ký, đành phải thuận theo. Vợ chồng ta chia ngọt sẻ buồn. Vợ của ngươi ta chẳng thèm đâu, ta chỉ muốn dạy cho ngươi một bài học. Còn vợ ngươi ta truyền bắt mũ vào cung phục vụ bếp núc. Còn ngươi, ngươi đã tán gia bại sản rồi, ta truyền đuổi Thạch Sùng ra khỏi hoàng thành, cho ngươi chừa cái tội quên quan, dám chọc giận hoàng thân quốc thích. Dương Hầu. Dạ, dạ bẩm hoàng thượng. Ngươi biết tội ngươi chưa? Dạ, dạ thần tội gì ạ? Thân là trọng quan triều đình, lại không chịu chuyên tâm lo việc triều chính, mà lại còn làm nhiều chuyện hồ đồ, trong khi bá tánh lầm than, dân tình khốn khổ, khách lại không lo, lấy vàng muôn bạc vạn, kể cả dinh thự của mình ra cá cược, chỉ vì một phút bốc đồng háo thắng. Sao khanh không nghĩ? Nếu như ta không để khanh là em của hoàng hậu, thì khanh có được bổng lộc và cơ ngơi như ngày hôm nay hay không? Vậy mà khanh không biết trân trọng, mà còn dở thói làm càn ý lại. Ngươi biết tội ngươi chưa? Dạ, dạ, dạ thần biết tội của mình rồi. Dạ, xin bệ hạ tha thứ tội. Còn cả khanh cũng vậy, thấy chuyện trái tai gai mắt vậy mà không can ngăn, lại còn đứng ra đổ dầu vào lửa. Lần này ta nhắc nhở, lần sau còn tái phạm ta xử lý từng người một. Dạ đổi ơn hoàng thượng. Hoàng thượng, tên quận công Thạch Sùng đâu rồi? Dạ, dạ bẩm hoàng thượng, dạ tên quận công Thạch Sùng sau khi thua hạ thần, hắn như người điên điên dại dại, sau đó ra khỏi hoàng thành và đi về đâu thì thần cũng không biết nữa. Âu cũng là cái giá mà hắn phải trả. Dương Hầu nghe đây. Dạ. Tất cả những tài sản mà người thắng được của Thạch Sùng, ta sẽ xung vào quốc khố để dành sau này phát triển cho dân. Còn ngươi phải lo tu tâm dưỡng tánh, nếu như ngươi còn tái phạm thì ta sẽ không dung thứ. Tội ơn hoàng thượng. Truyền bãi triều. Hoàng thượng dạng tới, dạng tới, dạng tới.
quên quán thì đâu có phải tan gia bại sản như vậy. Cái mẹ khó. Cái mẹ khó. Thạch Sùng gục chết và hóa thành con Thạch Sùng, nhân gian gọi là con thằng lằn. Tiếng kêu nghe như núi tiếp không thể chuộc lại lỗi lầm của mình. Và bài học rút ra là trên đời này không ai hoàn hảo. Quan trọng là phải biết trân quý thứ mình đang có và sống khiêm nhường, lương thiện thì mới có hạnh phúc. Bắt từ sáng tới giờ được có 4 con ốc, bây giờ làm gì ăn tụi bay? Ăn cái đầu mẹ. Bán đi. Ừ, bán đi. Ai mua mà bán? Trời đất ơi, ai mua thì mình bán cho người đó. Bây giờ chia đều ra, rồi mạnh ai người đó bán nha. Để tao chia. Nè, mày một con. Đó. Mày một con. Tao một con. Ủa, tại sao còn dư một con ta? Mày ngu quá, mày không biết cách chia. Coi tao chia nè, đưa đây coi. Hỏi đi. Tao chia đều cho con coi. Nè, mày là con nè. Mày một con nè. Tao một con. Sao cũng còn con? Tụi mình 3 thằng mà ở đây có 4 con ốc, vì vậy nó mới dư một con. Bây giờ cái con dư á, mình chặt ra làm 3 rồi chia cho nó đều. Chặt ra cái đầu mẹ. Chặt ra nó chết rồi sao mà bán? Hay là mình mang về nuôi đi. Khi nào mình bán á, rồi mình chia tiền. Trời đất ơi, hai đứa tụi bay nghĩ coi. Cái lều để tụi bay chui ra chui vô còn có. Bây giờ đem 4 con này về, lấy cái gì cho nó ăn? Mà mày nói tao mới nhớ. Sáng giờ chưa ăn gì hết, tao đói bụng quá à. Tao cũng đói quá. Tao cũng đói quá trời. Đói rồi phải không? Dạ. Không mấy về nhà già ăn cơm đi. Có cơm nóng, có tép rim ngon lắm. Trời ơi, ốc này nó đẻ dữ lắm nè. Nó mà đẻ là tha hồ bán luôn á. Đó, tụi mày thấy chưa? Tao nói là bán được mà. Trời đất ơi, ốc này nhiều người hỏi mua mà không có bán đó. Trời ơi. Một con á, mẹ đẻ được 10 con thì 4 con á, sẽ đẻ được 30 con. Vậy hả? Mày bị khùng hả mày? Đúng là ngu. Bây giờ tao nói mày nghe nè, 4 con ốc làm sao mà đẻ được 30 con? Bây giờ 1 con ốc có thể đẻ được 10 con. 4 con ốc là phải đẻ được 14 con. Sao 14 con? Thì 4 con này cộng với 10 con kia là 14. Đúng rồi. Bây giờ vậy nè, tôi nói cho nghe. Tôi quen với ông chủ giữa ốc á, bao nhiêu ốc ông cũng thu mua hết. Nhưng mà nuôi ốc này không có dễ nghe. Phải có nhà cửa, rồi phải có... Ủa mà mấy chú em mày nhà ở đâu vậy? Không có nhà. Không có nhà sao mà nuôi ốc? Nuôi ốc này đâu có dễ đâu. Không may để tôi giúp cho. Bà tính giúp kiểu gì? Bà đừng nói con thứ tư bà lấy nha. Tụi tôi không có ngu đâu. Trời, tôi biết là mấy chú em mày thông minh. Chứ sao? Nhưng mà vậy, nhà tôi thì neo đơn, không chồng không con gì hết. Cho nên không mấy ba chú em mày về ở chung đi, coi như mẹ con, không có tính toán gì hết đó. Rồi chừng nào mà ốc này nó lớn, nó đẻ ra, rồi bán, tới chừng đó khá lên rồi đền ơn cho tôi cũng đâu có muộn đâu, phải không? Mẹ, mẹ cho mấy con ốc ăn chưa? Mẹ cho nó ăn rồi, hỏi hoài à. Mệt không? Dạ mệt mẹ. Nhưng mà con không làm cho mẹ thì con làm cho ai? Có 3 đứa con về, nhà cửa đỡ quạnh hiu, mà lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ, mẹ vui lắm. Mà nè, con gánh mớ rạ này vô đi. Rồi một hồi ra gánh cho đầy cái hầm nước ngoài sau đó nghe, để dành mùa sau mình vừa ăn mình vừa tưới vườn nữa đó. Ủa vậy hôm nay không lợp nhà hả mẹ? Thì 3 đứa chia nhau, đứa lợp nhà, đứa vét mương, đứa gánh nước, đứa quét sân, đứa nấu cơm, đứa cấy lúa, đứa chăn trâu, phải không mẹ? Giỏi ghê luôn á. Đúng là mẹ có phước, tự nhiên già có 3 đứa con hiếu thảo ghê luôn á. Dạ. Thôi đem cất rã ra làm sao đi con. Dạ.
Ủa bó rạ này để đâu mẹ? Ủa sao hỏi hoài vậy? Thì con vô con cứ chất theo cái đống ngoài sau đó. Cứ mỗi lần đem vô là hỏi, mỗi lần đem vô là hỏi hoài à. Tại con sợ mẹ muốn để chỗ khác nên con hỏi cho nó chắc. Mẹ thấy con có sáng dạ không? Ừ, ba đứa sáng dạ, dạ đều hết đó. Dạ. Rồi đem ra ngoài sau cất đi ông. Dạ, con đi nghe mẹ. Ừ. Trời ơi, ngu như bò vậy đó. Được cái là có ba đứa này về á, đỡ tốn tiền mướn thợ. Mà trong nhà lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ, đâu vô đó mà mình khỏi đụng móng tay. Trời ơi, nó khỏe gì đâu. Mẹ ơi. Ờ con. Con về rồi nè. Ừ. À, mẹ ơi, cụ lấy đâu mẹ? Nữa thấy không, hỏi nữa mà ha. Đứa nào cũng vậy, gánh vô là hỏi, giác vô là hỏi, để ra đóng củi làm sao nhà. Rồi lần sau là không hỏi nữa nghe. Dạ, tại con sợ mẹ muốn để chỗ khác. Con hỏi cho nó chắc. Mẹ thấy con giỏi không? Giỏi, có một đống củi một rồi đem ra ngoài sau đi. Dạ. Đây nè, đi đường này nè. Dạ. Mẹ ơi, mẹ thấy con khỏe không? Khỏe. Vậy con đi đường vòng cho nó mệt. Tôi sắp khùng thôi mấy thằng này nè. Dạ mẹ, con mới về thưa mẹ. Ừ. Bó rạ để đâu mẹ? Hỏi nữa hả? Mày để đây nè. Để trên đầu tao nè. Để trên đầu mẹ hả? Ờ. Dạ. Mẹ. Mẹ ơi, con xong rồi mẹ ơi. Ủa mẹ, mẹ mệt rồi hả? Ủa bự. Mẹ bị sao vậy? Mẹ nằm nghỉ mệt. Tại vì biết sao không? Tao bê bó rạ từ ngoài đồng về. Tao hỏi mẹ là mẹ ơi để rạ đâu? Mẹ nói là để đầu mẹ. Cái tao để lên đầu mẹ, cái mẹ nằm nghỉ luôn. Chắc là tụi mình hỏi nhiều quá rồi mẹ mệt mẹ ngủ á. Ừ. Hay là mình cũng ngủ luôn đi, chút mẹ thức dậy á, mẹ sai mình làm tiếp. Ừ, tao thấy ở đây mệt quá, không giống như hồi tụi mình đi bụi. Có mẹ cũng vui mà mệt quá. Tối đặt lưng xuống á, rim hết mình mẩy luôn. Ngủ không biết trời trăng gì hết á, sáng dậy vẫn còn mệt á. Mà mình làm hết cái này tới cái kia mà làm hoài không hết việc. Ê ê ê, tao nghe mấy thằng cha tá điền á cười tụi mình là ba thằng ngốc về đây á để cho mẹ lợi dụng. Ủa, có hả? Rồi á, làm mướn không công luôn á. Không có đâu, tại người ta thấy tụi mình có mẹ nên người ta nói như vậy á, chứ tụi mình đâu có ngu đâu mà để bị lợi dụng. Đúng rồi, tụi mình khôn mà, chỉ có tụi nó mới ngu á. Mẹ cho mình về á, ăn không nè, ở không nè. Không lẽ mình đi lấy tiền công của mẹ. Là con á là phải làm giúp đỡ cho mẹ chứ. Ê bảy, sao mà mẹ ngủ lâu quá không chịu dậy vậy? Tao thấy bà lâu á. Bà ơi, tôi đem xả qua cho bà nè. Ủa, sao bà nằm đây vậy? À, mẹ tôi đang nằm nghỉ chút. Trời ơi, bà chết rồi ông ơi. Chết làm sao được mà chết, tắt thở đâu mà tắt thở. Tôi mang cái bó rạ này từ ngoài đồng về. Tôi mới hỏi mẹ tôi là mẹ ơi, bó rạ này để ở đâu? Cái bà nói là để trên đầu tao nè. Tôi cầm bó rạ, tôi để trên đầu bà. Ai ngờ đâu, để lên cái bà mệt quá, bà lăn ra, bà ngủ tới giờ luôn. Đúng rồi. Trời ơi, bà tắt thở rồi kìa. Bó rạ nặng quá, để lên đầu bà, bà gãy cổ bà chết rồi. Thôi thôi, lo đi chặt cây về làm quan tài cho bà đi. Chết thiệt sao? Tại sao lại chết? Tôi ba anh em lo đi chặt cây về làm quan tài cho bà đi. Để lính làng xuống đây là rắc rối lắm. Để tôi đi lấy dao. Vậy con tôi làm gì ta? Đi. Thiệt tình. Anh. Anh nhớ giữ xác đừng để mẹ tôi đi đâu nghe. Rồi sẵn tụi tôi chặt nhiều cây để đóng quan tài cho anh luôn. Trời ơi, đi lẹ giùm tôi đi mấy cha ơi. Biết rồi, đi lẹ. Trời ơi, Âu cũng là cái số. Tự nhiên bà bắt con người ta về hầu hạ phục vụ cho bà, chi cho mang họa vào thân. Còn bốn con ốc của tụi nó nữa. Thôi bây giờ sẵn bó xả ở đây, tôi vô luộc bốn con ốc rồi cúng cho bà. Ê, tao thấy trong khu rừng này toàn là cây tròn không à, đâu có cây vuông đâu mà làm quan tài mày. Mà mấy cái cây ở trong này mọc rất là lạ nghe.
ở dưới thì to mà lên ngọn thì nhỏ, không chịu to như ở bên dưới. Không lẽ chôn mẹ không có quan tài? Mày ngu quá. Không có quan tài sao chôn? Theo tao á là cái khu rừng này không có, mình phải sang khu rừng khác mình tìm. Đúng không? Gì vậy mấy anh? Anh dạ. Chào anh Từ Phu. Anh cho em hỏi, khu rừng nào có gỗ vuông để mình đóng quan tài vậy anh? Gỗ vuông? Ở đây làm gì có gỗ vuông giống như cái quan tài. Mà cũng đóng quan tài đúng không? Đó, cây thiếu gì? Trời ơi, mà trong đây toàn gỗ tròn, đâu có nào vuông mà giống quan tài đâu. Sao đóng? Thằng này nó nói đúng á, quan tài là hình vuông. Anh có hiểu không? Nhìn mặt anh chưa chết chắc chưa hiểu rồi. Vuông gì vậy cha? Tự nhiên chuồn cho nó chết. Muốn đóng quan tài phải không? Ừ. Cưa cây ra xong rồi đóng nó lại, nó mới thành hình vuông giống như cái quan tài. Chứ ở đâu ra có cây vuông cha nội? Nói chuyện với mấy cha nhức đầu quá. Vậy hả? Vậy hả? Ê, tao thấy ảnh nói đúng rồi nha. Bây giờ mình phải tìm cái cây nào mình chặt rồi mình đóng nó mới thành hình vuông được chứ. Nhưng mà trong khu rừng này cây to cũng có, cây nhỏ cũng có, biết chặt cây nào bây giờ? Mày ngu quá. Sao vậy? Mình chặt hết luôn. Mày mới ngu á. Bây giờ mình chặt hết, đóng quan tài xài sao hết được. Đúng rồi, mày mới ngu á. Giờ biết chặt cây nào? Để tao tìm coi. Cây này. Làm cái gì cũng phải có kế hoạch. Mày nói đúng, tụi mình là những con người thông minh mà. Chứ nếu không cái cây nó ngã xuống, gỗ nó bị dập là không làm quan tài được. Vậy bây giờ thằng nào chặt, thằng nào đỡ ngọn, thằng nào đỡ gốc? Tao bự con nhất, để tao chặt. Mày khôn quá ha. Mày chỉ được khỏe là mày chặt hả? Mày ngon mày chặt đi. Nè chặt đi. Vậy tao mới nói hai thằng mày á ngu, có não mà không biết suy nghĩ, đúng không? Giờ tụi bay chỉ cần chờ cái cây nó ngã xuống rồi tụi bay đỡ, vậy thôi. Còn tao á, chặt từ đầu đến cuối, không phải là mất sức hơn không? Nhưng mà tao đang phân vân một trong hai thằng tụi bay, thì đứa nào đỡ gốc, đứa nào đỡ ngọn? Ê bự. Cái gì? Mày chọn cái cây hay thiệt. Có gì đâu hay, nó che được cái bụng của tao. Chứ nếu mà mày chọn cái cây nhỏ hơn á, nãy giờ cái bụng của tao nó thành mấy khúc rồi. Ê, sắp xong chưa tụi bay? Chờ chút xíu đi. Sắp xong rồi. Lẹ đi. Ê, ở trên đó cho chắc nha. Cái lúc mà cái cây nó sắp đổ xuống rồi, mày phải đỡ được đó nha. Yên tâm đi, tao đỡ cái cây không sao đâu. Tập trung đi nha, sắp được rồi đó. Ta thiệt là thông minh. Tụi mày thấy tao thông minh không? Ê, tụi mày làm có chút xíu à, tự dưng giờ lăn ra ngủ hết là sao? Tao chặt cây từ đầu tới cuối, tao có ngủ đâu. Ê, dậy đi. Dậy đi. Sao tụi nó ngủ say dữ vậy ta? Hay là mình cũng nghỉ ngơi chút, chờ tụi nó ngủ dậy rồi mình đem cây về. Được đó. Bự. Ngủ gì ngủ lâu dữ vậy hả? Ủa tao ngủ hả? Tự nhiên vậy thấy đau quá mày ơi. Mày á, người ta đồn không sai, ngu
Mày đúng là cái đồ ngu. Mình ngủ mà còn không biết là mình ngủ thì ai biết mình ngủ. Tao nhớ là tao đang đỡ gốc cây rồi cái cây nó té xuống, xong rồi cái gốc nó đập vào người tao, tao đau lắm. Ủa bự, rồi sao tèo nó nằm đó làm gì vậy? Nó ngủ quá. Mày đi ra gọi nó vậy? Mày ra mày coi nó đi, cứ hỏi hoài. Ôi mày ơi, sao thằng tèo nó ngủ nó mở mắt mày ơi? Mở mắt cái gì? Nó mệt thì nó nằm nó ngủ, cứ hỏi hoài vậy. Mày điên hả? Ngủ phải nhắm mắt chứ. Thấy nó ghê quá. Nó bị mắc bệnh ngủ gà. Nó ngủ mở mắt không à. Bây giờ á, ngồi chờ nó thức dậy, rồi tao với mày với đó đem cây về, vậy thôi. Mệt. Bự, thằng này nó ngủ dữ vậy ta? 3 ngày rồi chưa chịu dậy. Nè, không lẽ nó mệt quá vậy hả? Kệ im đi cho nó ngủ. Kệ nó. Nhưng mà tao thấy đói quá. Chờ nó tỉnh dậy chắc chết đói quá. Lúc nào cũng đói quá. Đói hoài. Nó ngủ á, mày nghĩ nó không đói sao? Cứ cố gắng chờ thêm chút nữa đi. Nó đói quá, nó thức dậy, rồi ba anh em mình về, nghe. Ờ, vậy đi. Nè, chặt cây rồi không mang về, còn ở đây làm chi vậy? À, tụi tôi chờ thằng Tèo. Nó ngủ 3 ngày nay rồi chưa có dậy. Đợi nó dậy là tụi tôi về liền. Chết rồi hai ông ơi. Không có. Nó ngủ. Nó đỡ cái ngọn cây làm sao mà nó chết được. Đúng rồi. Cái kiểu nó ngủ như vậy đó. Ừ. Sao mấy người đụng ở đâu là chết ngựa đó vậy? Là người ta chôn luôn mẹ nuôi hai người rồi. Đừng có về nữa, lôi thôi lắm. Còn tên này á, để tôi nhờ người chôn giùm cho. Ủa vậy là nó chết thiệt hả? Nhưng mà sao nó chết được vậy? Cây đè nó chết chứ sao. Ủa vậy sao tôi đỡ cái gốc tôi không chết, mà nó đỡ cái ngọn nó chết? Ừ. Trời ơi tôi mệt cho mấy cha. Lính tới là mệt hai ông lắm luôn á. Nhưng mà ông có chắc là nó chết không? Làm sao mà nó chết được? Không tin lại ngửi thử coi. Để ngoài nắng 3 ngày thú quắc rồi kìa. Ông nghe mùi sao? Thúi quá. Trời ơi, thúi thiệt. Công nhận thúi thiệt luôn á. Bảo ông sao? Hôm qua tới hôm nay tôi ngửi thấy mùi thúi hoài. Tôi tưởng là do tôi bụng không. Ai về là nó. Vậy bây giờ sao? Giờ hả? Thì mình chặt cây, đóng cái quan tài, chôn nó nè, đi. Trời ơi, thôi tôi đi giùm đi mấy cha. Ông này để tôi lo. Chặt thêm cây nữa là chết một người khổ nữa. Dạ thưa anh. Vậy anh lo cho nó giúp tôi nha. Ừ. Nếu có kiếp sau tôi khá hơn, nhất định tôi sẽ trả cái ơn này. Cảm ơn anh nhiều nhé. Khi nào anh chết tụi tôi sẽ chặt cây làm quan tài cho. Trời ơi tôi lại hai cha. Đi đại giùm con đi hai cha ơi. Trời cảm ơi. Ơn anh nha. Cảm ơn anh nha. Ê, mình phải ở lại, một thằng ở gốc một thằng ở ngọn cho anh nữa chứ. Ừ đúng rồi. Trời ơi thôi đi lẹ giùm đi mấy cha. Dạ được rồi được đi rồi. Đi. Ê bự kiếm gì ăn này? Sao tao với mày đi mướn mà không ai chịu mướn? Ai cũng nói tao với mày ngu. Nhưng tao thấy tao với mày đâu có ngu đâu. Đâu có ngu. Cái thiên hạ này đúng là có mắt không trồng hết rồi đó. Tao thề với mày nha, một ngày tao giàu có lên, tao sẽ cho những đứa chê tụi mình ngu biết tay. Nhưng mà từ giờ tới lúc đó phải có cái gì bỏ vô bụng mới sống được. Ừ, vậy mới nói. Vậy mà có người nói tao giống nó. Giống gì? Giống con bò. Mày thấy có tức không? Tức chứ. Mình là người thì nó nói mình là bò. Ê, nhiều lúc á, tao chỉ ước á, tao được như con bò nè. Sướng gì đâu á, không phải làm gì hết, chỉ cần ăn cỏ, vậy là sống qua ngày. Đói quá. Cảm ơn chú. Dạ cảm ơn. Ê hả? Có cách rồi. Cách gì mày? Đi kiếm mật ong về bán. Mà kiếm ở đâu? Trời ơi sao mày ngu dữ vậy? Mày có nhìn thấy mật ong không?
mật ong lỏng như nước, chứng tỏ là chỗ nào mà có nước là có mật ong. Bây giờ mình đi kiếm chỗ nào có nước. Nước hả? Ừ. Vậy là phải ra biển. Xa lắm mày ơi. Mày ngu gì mà mày ngu dữ vậy? Sông cũng có nước rồi, ra biển chi cho mệt. Ơi. Hả? Càng ngày tao càng thấy mày khôn hơn tao á. Thôi đi, bây giờ mình đi ra sông. Đi lẹ đi, sắp vào rồi. Sắp có mật rồi. Ê bự, sao mình tìm 3 ngày rồi mà chưa thấy tổ ong đâu ta? Thì mày phải tìm chứ. Tự nhiên tổ ong nổi lên cho mày lấy hả? Đúng là đồ ngốc. Ở đâu nó cũng toàn là nước thì tổ ong nó bám vào chỗ nào? Nói mày là thằng ngốc đúng không sai luôn á. Tổ ong nó là nước thì đương nhiên nó phải ở dưới nước. Mày phải tìm, phải tìm, căng mắt ra mà tìm, hiểu chưa? 3 ngày rồi đó. Ê bự, mày không bơi mày có thấy mệt không? Không, mệt gì mệt. Ngồi nhìn mệt gì? Sao tao bơi tao thấy mệt quá ta? Mày bơi á thì mày thấy mệt, còn tao ngồi nhìn nè, tao không mệt nhưng mà mắt tao đau, mày hiểu không? Mắt tao căng ra nè, buồn ngủ lắm rồi đó, mà tao phải tìm, mày hiểu không? Bớt bớt nói lại nha. Ê bự, bây giờ mệt quá, mình nghỉ một tí đi. Mày đưa cái nói đúng với tao, mệt nãy giờ không dám nói. Mày lật xuồng hả? Lật đi ra đây, ra đây coi đi. Không phải lật xuồng. Vậy sao mày kêu tao vậy? Tin mừng. Những gì? Đi ra đây coi. Nhìn kìa. Có tổ ong kìa. Tao đã nói mày rồi, tổ ong là nước, ở dưới nước chắc chắn có tổ ong. Mày thấy chưa? Mày đúng là nói như thánh. Bởi vậy ai dám nói tụi mình bây giờ ngu nữa đúng không? Bây giờ sao? Thì nhảy xuống dưới lấy chứ sao. Lấy được cái tổ ong này rồi nha, tha hồ mà ăn luôn. Còn nhiêu á đem bán hết. Công nhận nha, không có uổng công. Mấy bữa nay tụi mình đi tìm hoài tìm hoài. Tao biết bơi, để tao nhảy cho. Nhảy đi. Để tao nhảy dưới. Ủa sao lâu vậy ta? Thấy chưa? Ê, sao rõ ràng là tao thấy ở đây mà bây giờ tao nhảy xuống không thấy nữa? Cái gì? Làm sao mà không thấy được? À, tao biết rồi, là do mày. Mày nhảy xuống mạnh như vậy, ông nó sợ quá nó bay tứ tung, làm sao mà mày thấy được, hiểu không? Bây giờ gục lại xuống. Từ từ thôi, thật là sâu, thật là nhẹ nhàng cho tao. Vậy hả? Ừ. Đưa đây cho tao. Tìm được rồi đúng không? Mày bị điên hả? Đưa cái gì? Có thấy đâu. Trời ơi, chán mày thiệt luôn á. Bao nhiêu dưới đó mà lên tay không à. Tao không có thấy. Thôi leo lên đi. Tao biết tại sao mày không tìm được rồi. Tại sao mày? Lần nào mày cũng lên liền, làm sao mà mò được. Cái tổ ong này nó hay lắm, nó bay tứ tán rồi. Phải lặn sâu mà lặn lâu mới được. Thôi bây giờ tới tao nhảy xuống. Mày lấy cây sào á. Mày ghim tao ở dưới lâu, thiệt là lâu, tao mò cho. Nhưng mà mày làm gì biết bơi? Thì đó, mày biết bơi thì mày nhảy xuống, mày mới nổi lên liền. Tao không biết bơi thì tao chìm, mày hiểu không? Mà chìm thì tao sẽ ở dưới lâu hơn. Mày dốt quá, hiểu chưa? Hiểu rồi. Bây giờ tao sẽ nhảy xuống nha.
Bây giờ à đây, mày dùng cái sào này đi. Đó. Đó. Rồi mày kiếm tao đi. Mày cái thằng đúng là không biết bơi. Chứ gì đã lên rồi. Mày phải mở cái con mắt ra mày mới nhìn thấy tổ ong chứ. Mày xuống đi. Công nhận thằng này lâu thiệt ta. Rồi bây giờ mình ngủ một giấc đi. Bao giờ mày dậy mày nhớ gọi tao dậy nha. Ê cái thằng, mày lên rồi hả? Trời đất ơi, tao đã nói mày lên mày gọi tao rồi mà. Ê, ủa mày dưới đó mày nhìn chưa chán hay sao mà mày lên rồi còn úp mặt mày nhìn ông hả? Ê cái thằng này, dậy mày. Ê bự. Ê, ê. Mày dưới đó mày ăn no mày lên đi mày còn cười tao hả? Mày cười tao chết đói đúng không hả? Bự. Ê, ông kia, ông nói chuyện với ai vậy? Nói chuyện với bạn. Thằng đó nó chết rồi, sao mày không đem chôn đi? Chết đuối nó mau sình lắm, ai chịu nổi. Nó chết làm sao được? Nó còn đang nghe răng cười đây nè. Nó là thằng trọng chết rồi, vui quá mà đem chôn đi. Chôn nhanh lên đi, ông khùng quá. Ủa vậy là nó chết thiệt á hả? Ừ, nó chết rồi. Ơ cái thằng, sao mày chết mày không nói cho tao biết hả? Trời ơi sao mày chết mày thúi quá vậy? Dạ. À. Trời đất ơi, sao mày chết mày nặng dữ vậy trời? Đã vậy còn thêm cái cuốc nữa chứ. Phải chi mày còn sống, tao với mày hai thằng cùng khiêng cái cuốc có phải là nhẹ hơn không? Ồ, sao bây giờ mình không để cái cuốc ở đây kéo nó đi có phải đỡ mệt không? Ồ, sao mình thông minh dữ ta? Cũng không nhẹ hơn bao nhiêu. Trời đất ơi, sao mày nặng dữ vậy trời? Đúng là tên bự cố khác. Ô, sao mình không chôn nó luôn ở đây ta? Mắc mớ gì phải kéo đi xa nặng đúng không? Ôi sao mình thông minh vậy ta? Chôn nó luôn ở đây. Ủa mà cái cuốc của mình đâu ta? Hồi nãy mình nhớ mình có mang cái cuốc mà. Ơ, cái cuốc đây rồi. Mình kéo cái cuốc nó nhẹ hơn hẳn. Xong. Trời đất ơi mệt quá. Mày ăn mật ong mày chết còn đỡ. Còn tao, tao vừa đói mà tao vừa phải chôn mày nữa. Chắc trước sau về tao cũng chết đói quá. Sao đói bụng quá vậy trời. Thôi, thôi mày chết đi nha. Tao phải kiếm cái gì ăn mới được. Thank you.
quá. Ủa sao có cái gì thúi quá vậy trời? Trời đất ơi, sao người mình thối quá vậy, càng ngửi càng thúi chứ. Không tin lại ngửi thử coi. Để ngoài nắng 3 ngày thúi quắc rồi kìa. Không nghe mùi sao? Thằng đó nó chết rồi, sao mày không đem chôn đi? Chết đuối nó mau sình lắm, ai chịu nổi. Nó là thằng trọng chết rồi, thúi quắc à, đem chôn đi. Ai chết cũng thúi. Không lẽ mình thúi vậy mình cũng chết rồi ta? Mình còn thúi hơn cả thằng Tèo với thằng Bự nữa. Chắc chắn là mình chết rồi. Kiểu này phải tự chôn mình thôi, chứ để thúi quắc như vậy ai mà chịu nổi. Như vậy là mình đã chết thiệt rồi. Bây giờ mình mà không chôn mình là mình sẽ còn thúi hơn nữa. Bây giờ mình phải chôn thôi. Mình thúi quá, thúi thiệt rồi. Ê, đằng kia có ai làm gì kìa tụi bay? Đâu đâu? Ủa, ai nằm giữa đường vậy ta? Trên kia làm gì vậy? Tránh ra xa đi, thúi lắm chịu không có nổi đâu. Trời ơi, anh nằm giữa đường như sáng như vậy? Một hồi xe ngựa đi ngang nó cái chết bây giờ. Chết rồi còn chết cái gì nữa? Chết rồi làm sao mà tránh được? Chết rồi sao nói chuyện được? Đánh thử cũng chết chưa nè. À, dạ. Đâu? Ê, mày có chuyện hả? Theo. Đứng lại. Ông kia, đứng lại. Mệt quá, chạy hết nữa, mệt quá. Mình đã chết rồi mà tụi nhỏ cũng không tha nữa. Ủa kỳ vậy ta, mình chết rồi sao tụi nó làm mình sống lại được? À thôi đúng rồi, tụi nó đánh mình sống lại. Vậy là tụi nó có cây roi thần. Cái cây roi đã cứu sống mình. May quá, mình phải đi xin tụi nó cây roi đó. Rồi mình sẽ đi làm cho người ta sống lại. Kiểu gì người ta cũng cho mình cái gì đó bỏ vô bụng. Chạy nè. Mấy nhỏ đừng có giỡn nữa. Không ấy cho anh cây roi này đi. Xin roi hả? Xin chi? Không được, mình không thể nói đó là cây roi thật được. Tại cây roi của mấy nhỏ chắc quá, anh xin để anh đuổi trâu. Không cho. Cho đi mà, anh không biết bẻ ở đâu chứ. Mấy em bẻ cái cây này ở đâu mà chẳng được. Không. Hey, thôi, hay để anh làm ngựa cho mấy em cưỡi nha. Ê, được. Anh làm đi. Làm đi. Leo lên nha. Rồi mày chèo lên trước đi. Ừ. Nè, lên. Ây da. Nè, cho anh cây roi đi. Nè. Thôi cho đại đi tụi bay ơi. Nãy giờ giỡn với ổng vậy được rồi. Cho anh nè. Đi tụi bay. Đồ khùng. Tụi nhỏ không biết là bị mình lừa. Mình có cây roi thần này, mình sẽ đi cứu người. Kiểu gì người ta cũng sẽ cho mình cái gì ăn. Sao mà đói quá vậy trời. Không lẽ vừa mới sống lại giờ lại chết đói tiếp sao? Có tiếng khóc, có cờ tang, vậy là có người chết. Người đầu tiên được ta cứu sống đi rồi. Đi kiếm cơm thôi. Không cần khóc nữa, mở khăn liệm ra. Hả? Cậu là ai mà vô đây đồ mở khăn liệm cha tôi? Tôi là người bình thường thôi, không là ai hết. Muốn chết hả? Nhà có đám tang mà đồ vô đây phá hả? Chết hồi nãy rồi, mới sống lại đó, nhờ cây roi này nè. Nè, anh kia, anh nói xàm cái gì vậy? Xàm cái gì mà xàm? Cây roi này là cây roi cải tử hoàn sinh. Vừa nãy tôi chết thẳng cẳng á, chính cây roi này đã cứu tôi sống lại đó. Cho nên bây giờ mở khăn liệm ra, tôi cứu người sống dậy mà làm ăn. Tôi không cần đền đáp gì hết, cần bữa cơm thôi. Trời ơi cậu, có phải thiệt vậy không cậu? Trời ơi cậu làm ơn cứu sống cha tôi đi cậu. Không nhận bữa cơm
mà tôi đưa hết cái nhà này cho cậu, tôi lại cậu ơi. Thôi khỏi, nhà không có ăn được, tôi cần bữa cơm thôi. Nhưng mà cha mẹ, ông nội chết rồi thì làm sao sống lại được? Trời đất ơi, bây giờ nguyên nhà này chết tôi còn cứu được, muốn chi là ông nội. Lẹ đi, bây giờ ông hãy mau qua mở khăn liệm ra. Cậu ơi cậu, cậu làm ơn cứu sống cha tôi đi cậu ơi. Vậy vậy hey hey, sao đánh hoài không tỉnh vậy ta? Hay là mình còn thiếu cái gì? À, chắc thiếu câu thần chú. Coi sống hay chết nè, coi thử sống hay chết nè, coi thử sống hay chết nè. Vậy vậy, coi sống hay chết nè, coi sống hay chết nè. Hay là có trục trặc vậy ta? Vậy chưa, vậy chưa, không thèm nghe lời hả? Vậy chưa, vậy chưa, coi sống hay chết nè. Mày hả? Nhà người ta có đám tang mà vô đây phá đám hả? Phá đám nè. Làm gì mà đánh giả mang vậy? Tôi chỉ muốn cứu người thôi chứ bộ. Mày hiểu hồn mới nghe mày. Cứu người mà cũng bị đánh nữa. Đi. Đánh gì mà đánh tàn nhẫn vậy? Đánh thừa xong thiếu chết luôn à. Sao vậy? Sao bị đánh vậy? Thấy đám tang muốn vô cứu người kiếm miếng cơm thôi mà. Trời ơi, thấy đám người ta muốn kiếm cơm á thì phải chia buồn, khóc lớn lên rồi người ta mới cho ăn chứ. Bị đánh là vừa, đồ ngốc. Cô khóc lớn ra là có cơm hả? Vậy mình phải đi kiếm đám khác để mình khóc. Chúc mừng hai con nha. Dạ, dạ. Con cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Chúc mừng hai đứa nha. Dạ dạ. Con cảm ơn chú. Dạ. Có đám kìa. Cơ hội kiếm cơm của mình đây rồi. Nè, anh kia. Anh lại. Sao tới nhà người ta đám cưới khóc là có ý gì? Xin chia buồn cùng gia quyến. Cái gì? Đám cưới nhà người ta đang vui, mắc mớ gì phải chia buồn? Thấy đám là biết có chuyện buồn rồi. Thôi người chết cũng đã chết rồi, đừng có quá đau buồn. Cái gì? Chết gì? Xui xẻo. Đánh cái gì mà giả mang dữ vậy trời. Thấy người ta đói mà không cho ăn còn đánh nữa. Thấy người cũng là giả mang thiệt. Sao ra nông nổi này vậy? Mới bị đánh hả? Dạ, muốn kiếm chút cơm, thấy đám vô khóc chia buồn rồi tự nhiên bị đánh. Đám gì? Tôi cũng không biết nữa, mà thấy có hai người giống cô dâu với chú rể đứng ở trước cổng á. Trời ơi, cái đó là đám cưới đó cha ơi. Đám cưới nhà người ta là phải vô ca hát hò hét chúc người ta hạnh phúc đồ. Ông vô ông khóc lóc bị người ta quýnh là phải rồi. Đồ khùng. Gặp vợ chồng là phải chúc hạnh phúc. Rối thiệt á. Vậy thì mình đi kiếm đám khác mình chúc phúc. Mà đau quá, bây giờ đi không nổi, không biết còn hát nổi không nữa. Đứng lại con nghe. Ông có đứng lại. Nhưng mà giết tao hả? Trời chết nè. Chồng độc ác. Mày làm chồng độc ác. Đứng lại. Mày chạy lên. Đây là cơ hội mình kiếm cơm. Thằng Quế. Chồng thằng độc ác. Ơi, anh chị ơi, anh chị ơi, buông ra. Ôi, anh chị ơi, anh chị ơi. Mày là ai? Em là Ngốc. Anh chị có phải là hai vợ chồng không? Vợ chồng thì sao? Nhìn đến nhau là biết hai vợ chồng rồi. Chúc anh chị hạnh phúc. Thằng đi này, mày chồng tao đó hả? Không hề. Để em hát tặng anh chị một bài để anh chị hạnh phúc nha. Cô dâu chú rể là bể bình bông, đổi thừa con nít bị đòn lát đít. Bị đòn lát đít. Mày chồng mày điên hết không? Không có đâu, em hát mà. Trời đất này á. Anh chị ơi. Đó mà chưa. Chưa. Lâu lâu được đánh người đá không ha? À, chị chịu đây tiền đó đi chợ hả? Tất cả là tại mày á. Mày giấu thì mày đi kiếm đi. À, mày còn trả treo với tao nữa hả? Ê, ê, vợ chồng nhà kia cứu với.
cho tôi xuống đi chứ rồi đưa tôi lên rồi không cho tôi xuống hả? Rồi cái gì mà tự nhiên rồi đánh nhau rồi để tôi lên đây luôn hả? Cứu. Ê trời ơi, sao tự nhiên leo lên cây vậy cha? Cái anh kia anh khuyên tôi nếu thấy vợ chồng thì chúc hạnh phúc. Vậy là tôi chúc hạnh phúc xong tự nhiên đánh tôi chăng lên cây luôn nè. Cứu tôi với, cứu tôi xuống. Để tôi vô tôi cứu. Dạ. Bước xuống, đứng lên vai tôi nè. Ê, đứng lên. Có sao không? Cảm ơn anh. Cũng tùy chứ. Thấy đánh nhau mà chúc hạnh phúc thì bị đánh là đúng rồi. Đúng là phải can ra rồi nói bớt giận, bớt giận. Can ra rồi nói bớt giận, bớt giận. Hả? Thôi, tôi đi nghe. Cảm ơn anh nha. Ừ. Sao mà khó quá vậy ta? Lần nào mình làm cũng sai. Để mình làm lại thử. Lần này mà không kiếm được miếng cơm chắc chết đói quá. Mày nói gì vậy? Mày nói gì vậy? Công tượng ai vậy? Của tao, tao. Đưa đây, cái này là của tao. Công tao mà mày làm gì vậy? Đưa đây, của tao, của tao. Đưa đây, của tao, của tao. Đã tao. Đưa đây, của tao. Của tao. Của tao. Mày... Ủa, chó, sao hai anh lại đưa cho tôi? Đưa cái đó cho tao. Mày đưa cho tao nha. Mày đưa cho nó, tao giết mày à. Tao giết mày á. Tao giết mày á. Sao đưa cho ai cũng chết vậy? Hồi nãy ai nói em đưa trước? Tao chưa đưa trước. Dạ. Sao kỳ vậy mày? Nhìn mặt anh ác quá em sợ. Của tao mà, của tao đây, của tao. Mày đưa đây. Của tao mà, uống ra. Của tao nè, thôi. Của tao, của tao mà. Tôi xin hai anh đừng có cãi nhau nữa. Bớt giận đi. Nhìn cái gì mà nhìn? Bớt giận đi anh. Bây giờ tôi nói anh nghe. Bây giờ hai anh ăn đồng chia đủ có phải là hơn không? Ăn đồng chia đủ là sao? Ủa anh đi ăn cướp mà anh không biết chia đều ra sao hả? À, không. Trời đất ơi, vì vậy cho nên cãi nhau đánh nhau là phải. Tôi nói anh nghe, tôi có hai thằng bạn, ba thằng đồng cam cộng khổ, mà bây giờ chết hết luôn rồi. Ủa, sao kỳ vậy? Mày có hai thằng. Dạ. Mày nữa là ba. Dạ. Mà giờ ba thằng chết hết á, sao mày còn đứng sợ sợ ở đây? Mày sợ cho tao hả mày? Tôi là chết đi sống lại. Có vụ đó nữa hả? Có luôn hả? Đó. Bây giờ tôi nhớ hai thằng bạn đó quá mà nó chết mất rồi. Giờ không biết phải làm sao nữa. Tôi nói cho anh nghe, hai anh á, đi ăn cướp thì phải đoàn kết với nhau mới ăn cướp được chứ. Chứ cứ cãi nhau như vậy làm sao mà cướp được. Vậy vậy mày xúi tao, tao với nó đi ăn cướp hả mày? Không có. Ý tôi nói là hai anh bớt giận lại, đừng có cãi nhau nữa. À, mà tao với mày á, hai thằng cực khổ lắm mới cùng nhau lấy được số bạc này. Đúng rồi. Không có sai. Ê, giờ sao mày? Thì tao thấy nó nói cũng đúng á. Bây giờ tao với mày chia đều cái này đi. Nếu mà có dư á thì cho nó luôn, được không? Dạ đúng rồi. Đương nhiên tụi tao sẽ cho mày. Mày đứng đó mày. Đó bây giờ nè, tao không biết là dư bao nhiêu, nhưng mà tao đoán là dư cùng lắm cũng chỉ nhiêu đây thôi. Đó, rồi ha. Dạ, bao nhiêu cũng được anh ơi. Ừ, giữ xài đi. Dạ, tôi cảm ơn hai anh. Mày, không mấy tao với mày bỏ cái nghề đi trộm cướp này đi, kiếm cái gì lương thiện làm. Đúng rồi. Trộm cướp hoài, tao thấy hiu quá. Tao cũng nghĩ vậy á. Thôi bây giờ mình làm lại từ đầu đi ha. Ừ, làm lại từ đầu ha. Tao với mày về á, làm lại từ đầu. Ở lại mạnh khỏe nha. Tao với mày về. Dạ. Rồi, đi. Thôi đi mày ơi. Đi. Làm lại từ đầu thôi. Bây giờ mình có tiền rồi, mình kiếm việc gì lương thiện mình làm đi. Ừ. Rốt cuộc mình cũng đúng một lần. Mình đâu có ngốc đâu ta.